Chào anh chị. Hôm nay em lên sơ mi 100.000 bạc áo cái nha mấy chị nha. Là con trai ăn cơm hết chưa, ăn hết cua chưa? Hết cua rồi. Ừ rồi, mẹ bán kìa, chiều mẹ kiếm tiền mua con cua khác nha, ngày mai mẹ mua con cua khác nha. Con cua nó chết rồi. Ừ thì mẹ mua con khác cho con. Chào mấy chị, nay áo sơ mi đẹp mẹ lắm ơi, mấy chị. Con nó chết rồi. Ừ mẹ biết rồi, hôm nay áo sơ mi có phong, có những cái phong đầm như vậy nữa. Giá là 100.000 ba cái mấy chế. Đồ rất là đẹp nha. Đây mấy chị, hôm nay mấy con này đẹp tuyệt vời luôn. Con ngồi trong đó làm gì á? Rồi hôm nay là 100.000 ba cái nha mấy chị. Ai xem like cho em xin ghim cái bình luận với 100.000 ba cái. Hôm nay là sơ mi nha mấy chị nha, sơ mi 100.000 ba cái, đồ đẹp lắm. Em chào tất cả mọi người, hy vọng là mạng hôm nay nó ổn. Không làm gì con ngồi đó kem. Chào tất cả mọi người nè. Chưa thấy bình luận nào luôn. Hello chị Kim Thoa. Hello Kim Thoa, 100.000 ba cái. Cảm ơn Kim Thoa nhiều. Chị ơi, hôm nay toàn bộ sơ mi 100.000 ba cái hết nha các chị. Để em lên mấy con, lựa mấy con đẹp đẹp lên trước ha. Giờ lên con này đi mọi người. Con này là form dài giùm em mấy chị. Đó, form dài có túi phía dưới nha. 100.000 ba cái rất đẹp nha mấy chị. Chốt con đầu tiên cho em mã số 19 giùm em luôn. Chốt cho em mã số 19 con đầu tiên giùm em nha mấy chị. Cảm ơn mấy chị đã chọn livestream ngày hôm nay thay vì rất là nhiều livestream ngoài kia. Cảm ơn các chị đã chọn em. Rồi lên. Chấm bi tay loe rất là đẹp. Đó. Chấm bi tay loe nha, ok lắm nè mấy chị, nhìn nè. Dáng con này 50kg đến dưới 55kg vừa. 100.000 ba cái nha mấy chị. 50kg đến dưới 55kg vừa. Chốt con này cho em Vi mã số 282. Chốt cho em mã 282 để em ngồi gần lại xíu. Ngồi xịt qua bên đây ok nè. Chốt con đó cho em mã 282. Bẹt vai nè mấy chị. Hôm nay là toàn bộ 100.000 ba cái hết nha mấy chị. Cái đó con rổ đó con để cho mẹ đựng móc nè. Rồi bẹt vai mấy chị size S dưới 50kg mặt vừa. Bẹt vai size S dưới 50kg mặt vừa nha. Đồng giá 100.000 ba cái nha mấy chị. Chốt cho em mã 960. Chốt cho em Vi mã 960. Rồi cái này kiểu nè, siêu phẩm 50kg cho đến 55kg mặt đẹp nha. Siêu phẩm nè mấy chị, 50kg cho đến 55kg mặt đẹp. Con này đóng thùng hay thả ra đều rất là xoan. Chốt con này cho em mã số 113. Đó, điện thoại của mẹ. Con láo gì á kem. Chốt cho em ở 113 con xanh thiết kế đó nha. Con nói giống như hàng thiết kế vậy đó mấy chị. Em lên một con đầm. Một con đầm von lò xo. Đẹp quá trời. Thôi nó gãy cái gì của mẹ bây giờ. Đi ra. Sao vậy? Sao vậy? Mã 19 bẹt vai là dưới 50kg sẽ. Rồi lên nè mấy chị. Con này 55kg cho đến 60kg. Form này mình vừa đóng thùng được mà mình vừa làm mặt lập đầm được. 55kg cho đến 60kg mặt đẹp. Chốt con này cho em mã 268. Mấy chị coi like cái lắc không mấy chị. Chốt cho em mã 268. Cái gì kem ơi, nó ngã cái ly cà phê của mẹ kìa. Đi xuống, con đi xuống đi. Thôi mẹ thương. Rồi cái này 50kg cho đến 58kg mấy chị. 50kg cho đến 58kg. Form dài 100.000 ba cái hôm nay.
chốt cho em mã số 539. Chốt cho em mã 539. Chốt cho em Vi mã 539. Đầm chiếc eo. Size S dưới 50 kg mặc đẹp. Con này dưới 50 kg mặc đẹp giùm em size S nha. Chốt con này cho em mã số 408. Chốt cho em mã 408. Hello chị Trần Hồng Nhiên. Hôm nay 100.000 bát cái ghẻ bèo luôn. Đầm sơ mi nè. Con này 50 kg đến 53 kg mặc đẹp. Chốt con này cho em mã số 17. 50 kg đến 53 kg mặc đẹp mã số 17. Đây đầm sơ mi cũng nhiều quá trời. Trời ơi con này xịn chưa? Siêu cấp. 50 kg cho đến 55 kg mặc đẹp, hàng siêu cấp nè. 50 kg đến 55 kg mặc đẹp, chốt cho em mã C35. Chốt cho em mã C35, hôm nay 100.000 ba cái hết nha mấy bà. Chốt cho em mã C35. Con này 50 kg cho đến 55 kg, thoải mái. 55-56 kg thoải mái. Con này dòng quả tiết á mấy chị, đẹp ghê không? 50 kg cho đến 55-56 kg quay đầu, mã số A11. C35 siêu hàng siêu phẩm của chị Bảo Vy. Đây C35 siêu phẩm của Bảo Vy Nguyễn. Rồi cái này chốt cho em mã A11, đẹp lắm á mấy chị. Mã A11 rất là đẹp luôn. Mã A11 em thấy ok kinh khủng. À em có cái đầm ngủ nè, bà nào chốt lẹ đi. Đầm ngủ siêu phẩm luôn á. Đầm ngủ mà thường mà đầm ngủ mà em mà bán đầu chuyện không bao giờ em bán giá này. Đầm ngủ mà chuẩn Nhật nha mấy chị, đẹp lắm á. Đầm ngủ này nó hở lưng siêu phẩm luôn. Trời ơi, con này là lụa satin chuẩn luôn á. Em ổng vừa chứ mình để em vừa mặt rồi. Size M đó mấy bà, 50 kg đến 53 kg, siêu phẩm, màu nó màu da nữa chứ. Đẹp lắm, con này siêu đẹp. 50 kg cho đến 53 kg quay đầu nha. Mã số B40. Đầm ngủ là nếu mà em bán là em phải bán 60-70. Tại đầm ngủ lụa satin cao cấp á. Nên là cái kiện này nó có lẫn cái đầm ngủ vô, có một cái một à, lẫn vô. Vô mùa em mới bán đầm ngủ cho mấy bà nha. Chứ bây giờ em chưa có đầm ngủ đẹp. Vô mùa em có đầm ngủ đẹp em bán. Là nguyên kiện của nó đó. Rồi size to nè mấy chứ. 55 kg cho đến 60 kg nè, form cánh dơi, đẹp chưa? Con này đẹp lắm á. 50 kg cho đến dưới 60 kg, form cánh dơi, chốt cho em mã số 70. Ok, em lấy cái đầm ngủ lụa cho chị Bảo Vy nè, đẹp nha chị. Bây giờ nó có, tranh thủ mua. Sau này em mới về kiện nha. Sau này em mới về kiện ngủ. Em chào chị Mộc Cầm. Rồi con này 50 kg cho đến dưới 52 kg mặt đẹp. 50 kg cho đến dưới 52 kg mặt đẹp. Con này mấy chị nhìn kỹ nó thêu nè, rất là đẹp. Con này nhìn sát vô mới thấy nó đẹp nha. Tại vì trên live thì mình nhìn không có rõ, nhưng mà trên ở ngoài á nó thêu mà chỉ màu xanh thiên thanh, nó nhìn đẹp lắm. 50 kg cho đến 53 kg nha, tay ngắn khỏi cần thắng tay. Chốt cho em mã M5. 50 kg cho đến 53 kg mặt đẹp, mã M5 giùm em. Con này 50 kg nha, cho đến 55 kg size SM nè. Trời ơi, con này cái cổ này dễ thương ghê. 50 kg cho đến 55 kg size SM. Chốt con này cho em mã số B27. Chốt em mã B27. M5 của chị Lan Nguyễn. M5 là hàng thêu đẹp lắm. M5 của chị Lan Nguyễn nè. Chốt cho em mã B27, ok. 500.000 ba cái rẻ lắm mấy chị. Em like xong em hạ cho xỉ luôn. Này, dạo này like rẻ lắm mấy bà. 55 kg cho đến 60 kg con này. 55 kg cho đến 60 kg con này nè, thấy không? Kiểu nó đẹp không? Chốt cho em mã B72. B72. Có đầy đủ hết đó chị. Nhưng mà em chị hỏi, em có đầy đủ hết có. Nhưng mà em không có lên like. Em không có lên like. Trong một like em like cái nào là em like một cái thôi. Rồi con này giả da nè, đen da nè, con này 60 kg, 62 kg quay đầu. Chất da lộn nha. Size LXL 55 kg đến dưới 62 kg. Con này là giả da túi hộp đẹp quá trời luôn. Chốt cho em mã 518. Chốt cho em Vi mã 518. Ừ hạ xuống xếp luôn, có sĩ đặt rồi em. Rồi lên nè mấy chị. Con này nha, đẹp chưa? 100.000 ba cái nha mấy bà. 60 kg cho đến dưới 65 kg size LXL. Chốt con này cho em mã C17. Chốt cho em mã C17. Ôi đẹp gì. Nói chung chị canh cái like quần của em á nha. Nói chung chị canh like đi. Cứ 9 giờ mỗi sáng chị vô sớm, chị thấy em like gì là mình chốt cái đó. Chứ em không có bán theo yêu cầu của khách chị. Em sắp xếp kế hoạch em like ngày đó là nha. Chứ đồ quá trời luôn à. Rồi đây nè, đẹp chưa? Form nó dài á, đẹp. Con này 50 kg đến dưới 60 kg mặt đẹp. 100.000 ba cái luôn. Chốt cho em mã 74. Con này 50 kg cho đến dưới 60 kg mặt đẹp nha mấy chị. Mã 74.
Mấy con này hôm nay em sắn tay lên cho mấy bà thấy nó sẽ rất là đẹp. Vải nó ok. Giống như cái con đó là hàng linen á. Vải ok đó. Theo này nọ, cái sào này nó còn đủ luôn á. Nhiều lắm, sào này còn quá trời siêu phẩm. Mấy chị hôm nay ở lại coi là chốt siêu phẩm quá trời luôn. Chốt đi rồi em hạ. Em hạ cho sỉ ta đủ chợ. Rồi đây mấy chị, con này 50kg cho đến 55kg. Chốt cho em mã số C98. Đen nó 50-55kg mã C98. Con này đẹp nè. Con này là chất lò xo rất là đẹp. 50-55kg nha, mã A11. Con đó mã A11. Con đầm này nói vậy, 35.000 con đầm này nó theo hai mặt luôn á. Mấy chị không để ý. Con này 50-53kg đầm nè. Đầm sơ mi theo hai mặt mã số 17. Trời, đầm hoa vàng dưới 50kg. Con đầm này đầm hoa cúc vàng dưới 50kg mã 408. Trời, con này là cái kiểu nó theo mông tư ghi phía trước, nó theo cái mông tư ghi len phía trước, rồi ở đứng dưới của nó là xô. Dán con này mà mặc với bét ghi, còn sọt này nọ đẹp. Đây, dưới 60kg thoải mái, con này dưới 60kg thoải mái, mã số 539, mã 539. Dưới 60kg thoải mái, mã 539, này có cái đầm vàng ở đó nữa em, xuống luôn. Và con đầm này là đầm lọ, đầm sắt cánh lò xo, con đầm này mấy chị mặc jean nịt giùm em ở đây đẹp lắm nè. Đó, mặc jean nịt ở đây đẹp lắm, 60kg quay đầu thoải mái luôn, chốt cho em mã 568. Đầm cúc vàng mã nhiều ạ? 408. Ở 408 chị Tiên ơi. Và con này mã 113 là 50-55kg mặt đẹp hàng thiết kế. Mã 113 50-55kg mặt đẹp hàng thiết kế. 113, con chấm bi này tay loa rất đẹp. Vải cũng đẹp nữa. Con này 50kg cho đến 57kg luôn á. Con này bữa em mặc nó rộng á, đẹp kinh khủng. 50-57kg luôn cũng được nha, mã 2 không ạ, mã 282. Mã 282. 568 chị Như Ý. 408 chị Tiên. Đầm nè mấy chị. Đầm này 60kg, 60-65kg thoải mái. Con này là thoải mái lắm. Mấy con này là size L thoải mái hết. Con này đầm á mấy chị đẹp không? 35.000 ghẻ bèo luôn, đầm linen. Chốt cho em mã 91, đầm linen mã 91. Đầm linen mã 91. Đầm mua gì? Dặn mua dây nịt mà không thấy buồn ghê. Nhận 3 đơn hàng rồi chưa có dây nịt. Em cũng chưa có nữa, em có đặt rồi nhưng mà bên Shopee nó quỷ đơn của em. Là như nó em biết nữa. Em có đặt 6 cái dây nịt cho khách dặn nhưng mà bên Shopee nó quỷ đơn của em Vy. Không em chụp cho bà coi, giờ em tìm mối khác em mua cho bà. Nói chung em vẫn mua cho mấy chị mà. Nhưng mà em đặt trên Shopee nó hủy đơn em, làm như là bây giờ cái giá nó lên hay sao á. Ờ, cái giá em mua là em mua đặt là mua có 36.000 thôi. Mà bây giờ nó không bán nữa. Kiểu như bây giờ em nãy bữa em đặt 6 cái cũng 36.000 mà nó hủy đơn của em trên Shopee á. Thì để em tìm chỗ khác. Rồi con này thêu nguyên con chuột nè, đẹp chưa? Đính đá nguyên con chuột chứ không phải thêu, xin lỗi mấy chị, đính đá. Con này dưới 50kg mặt đẹp, dưới 50kg mặt đẹp. Xe S nè, mấy chế chốt cho em mã C1 mấy chế. Xe S chốt em mã C1. Trời ơi đẹp chưa? Con này đồ nó mới lắm đó chị, con này là nó thêu hết mặt trước, con đen này đẹp quá nè. Ở đằng sau của nó là trơn bình thường. Còn ở đằng trước nó thêu hết, thêu luôn cánh tay nè mấy chị. Cánh tay là thêu full luôn. Rồi con này 50kg cho đến 57kg mặt đẹp. Trời quá sang. 35.000, chốt cho em mã số 556 nha. Dưới 57kg mã 556. Rồi sắt cánh cho chị nào cần. Tay sắt cánh nè, sắt cánh vô lụa cho chị nào cần, đẹp chưa? Dưới 50kg xe S giùm em nha. Dưới 50kg xe S chốt cho em mã 89. Dạ 91 con chốt cho cô rồi đó cô Xuyên Đặng ơi. Rồi, trời ơi 35.000 nữa nè mấy chị. Dưới 50kg mặc đẹp giùm em nha. Hôm nay cái size nó nhỏ sẽ nhiều nha mấy chế. Chốt cho em mã M25. Dưới 50kg mặt đẹp mã M25 giùm em. Ôi được chưa? Bẹt vai mà thêu ren nè. Con này 52-53kg thoải mái luôn. Con này nó thêu hết luôn á mấy chị. 52-53kg thoải mái thêu hết luôn. Chốt con này cho em mã số 933. Em chốt cái đầm hoa cúc vàng cho chị rồi. Mã 408 nãy chị có bấm rồi mà. Ủa lắc lắm hả ta? Lắc lắm hả? Chị không nghe, chị không hiểu gì hết trơn hả chị Tiên Nguyễn? Mẹ bán để kiếm tiền mua con cua. Kiếm tiền chiều mẹ mua con cua nữa. 933 em chốt cho chế Bảo Vi nè. Rồi đây hôm nay đồ đẹp đó. Hôm nay đồ đẹp mẹ bán 100.000 ba cái là em lấy tương tác á. Rồi con này 50kg cho đến dưới 60kg nha. Cái dòng này siêu phẩm luôn á chị. Mới tin nè. Có nón luôn mấy chị nhìn nè. Nó vừa dài vừa có nón và vừa caro nữa. Dòng này dòng Lenit có nón nên rất là đẹp. Rất là hiếm nữa. 50kg đến dưới 60kg mình mặc thoải mái. Chốt cho em mã 520. Chốt cho em mã 520. Chị Tiên Nguyễn trả lời em với chị. Chị ý là chị xem cái like nó như thế nào chị. Không, con đó cái đó cái hộp đó nó hư rồi. Chị xem cái like nó như thế nào chị Tiên ơi. Sao mà chị hỏi em tổng cộng 2 lần á mà trả lời vẫn không có nghe ha chị.
Rồi cái này nè, 60-65kg mặt đẹp, 60-65kg mặt đẹp mấy chị. Con này size LXL dùm em nha, 35.000, chốt cho em mã C58, 100.000 3 cái, 35.000, 100.000 3 cái, quá rẻ mấy bà ơi. Rồi đầm nè, đầm này 50-55kg mặt đẹp. Con này nó không có dài lắm nha, nó nửa đùi thôi. Đầm này 50-55kg mặt đẹp, đầm thiết đầm hình, đầm quả tiết, kiểu như nó vẽ trên áo luôn. Chốt cái này cho em vi mã B10, 50-55kg mã B10, C58 của cô Xuyên Đặng à, 50-55kg nha. Con B10 là đầm, cái đầm đó mặt sang đó chứ, 50-55kg. Rồi con này nhìn nè mấy chị. Rồi một con đầm jean theo size S. Con này đẹp nè chị Bảo Vy à. Con này size S mà 48kg thôi nha. Em sợ 50kg nó chật cái bắp tay á, tại cái bắp tay con này nó cỡ chừng 27 à. Đó, con mặt con này nó thêu hết luôn. Trời ơi, con này nó rất là đẹp luôn. Đó, nó thêu rồi. Đầm jean mà thêu như vậy mà giá 35.000 là quá rẻ. 48kg quay đầu đi. Chốt cho em mã 405. Chốt cho em mã 405. Đây, thiết kế bẹt vai nè. Con làm cái gì á Cam? Hả? Con nói mẹ nghe coi. Con dẫm lên đồ của mẹ dơ hết rồi kìa. Đi xuống đi, đi xuống đi mẹ thương. Bây giờ con xuống con mở tivi con coi đi nha. Cô Thai dẫn con xuống dưới đi. À, cái này bẹt vai nè mấy chị. Bẹt vai giùm em nha. Sao? Đây cái này bẹt vai nè mấy chị. Con này là size 50-55kg mặt đẹp. Con này size SM. Con này mình sắn tay lên ok. Nè, năm bẹt vai mà mình mặc cái cổ nó vê như vậy nè mọi người. Chứ sau khá là ok. Mới tin nè, cái vải nó mới tin nè. Rồi chốt con này 50-55kg nha. Chốt cho em mã số 910. 50-55kg mã 910. Bẹt vai sọc. Con này dưới 50kg mặt đẹp nha. Bẹt vai này dưới 50kg giùm em nha. Bẹt vai này có nguyên hàng đúng. Cũng sọc xanh luôn. Bẹt vai dưới 50kg mặt đẹp giùm Vi nha. Chốt cho em mã 404 nha mấy chế. Chốt cho em mã 404 nha. Đừng nha. Cái son của mẹ nó rút cuộc nó cũng dùng. Trời ơi thì có rồi chét lên trên đồ. Mẹ ơi đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai cái gì mà đẹp trai. Nhìn thấy ghê cũng chết luôn. Đẹp trai gì mà đẹp trai. Rồi đây mấy chị. Con này nè. Con này là dòng lụa cổ đổ mà em nha. Con này 50kg đến dưới 55kg mặt đẹp. Chốt cho em mã số M15. 50kg đến dưới 55kg mặt đẹp. Mã M15 giùm em. Mã M15, 100.000 3 cái nha mọi người. 100.000 3 cái nha. Rồi mọi em sắp cánh nha mấy chị. Mọi em sắp cánh nè. Đó. Con này dưới 50kg mặt đẹp nha. Chốt cho em mã 58. Xét canh mặt size SM chị. Chốt cho em mã 58. Xét canh mặt là 70.000 á chị. Chốt cho em mã xét 70k. Lên rồi mấy chị. Đây, con này nè. Đó, phải kiểu mấy chị mặc như kiểu xét canh mặt á, dễ thương lắm. 50kg đến dưới 55kg 35.000. Mấy bà mặc như canh mặt á, đẹp lắm. 50 đến dưới 55kg. Chốt cho em mã 968. Chị Phương Trần ơi, trưa nay em lên váy nha. Tại sáng nay em cần móc làm hàng cho khách sĩ. Nên là em like em hạ. Sáng nay em cần móc nên em like sơ mi em hạ. Nên là trưa nay em sẽ lên chân váy nha chị Phương Trần. Rồi, cái này nè, 50kg đến dưới 52kg mặt đẹp. 50kg đến dưới 52kg mặt đẹp. Chốt con này cho em mã số 282. Mã 282, 50kg đến dưới 52kg mặt đẹp. Mấy chị xem like có ổn mà. Set canh 70k chị Hầu hạ. Rồi con này mấy chị, siêu phẩm hàng theo cho mấy chị nè. 35.000 con này nè. 50kg đến 55kg giùm em. Chốt cho em siêu phẩm mã 533. 50-55kg mã 533. Đầm nè mấy chị, đầm này size S, em vẫn bán giá 35.000. Đầm này dưới 52kg nè, đẹp lắm. Con này 52kg được nè, đó, cái đầm này 35.000. Chốt cho em mã 083. Đầm sơ mi xanh theo hoa nãy, 35.000 không ai lấy à. Dạo này bây giờ cái like nó lắc quá mấy chị nha. Nên là nếu mà chế nào nghe không gọi có hỏi lại em. Rồi em lên con bẹt vai nè. Con bẹt vai mà cái đuôi tôm, con này đẹp lắm, cái cổ của nó kiểu như vậy đó. Con này nè, hai mặt cái cổ nó đều kiểu như vậy hết, mình muốn mặc kiểu nào cũng được. Con này là 55kg cho đến 60kg thoải mái. Form nó dài, mình mặc đóng thùng mà mình mặc cái gì cũng được nha. Chốt cho em con này mã 505, mã 505, 083 của chị Tiên. Cái đầm caro 083 của chị Tiên. Rồi con này mong tôi ghi siêu phẩm nè, sau này chị về một lần một ha. Nghe nè, treo hàng lên cho chị. Chị khó là xuyên một chút, gỡ cái này ra.
nha, được chưa? Chị mà còn thấy nữa là chị cho em nghỉ luôn, hiểu không? Chị mà còn thấy cái tờ này trên hàng xã này chị cho em nghỉ luôn. Không, không phải bị sót đâu, đừng có nói chung là giờ chị xin chị cho em nghỉ liền không? Không, hôm chị like sơ mi 39.000, hôm chị like hôm thứ bảy chị like chị gỡ gần chục cái đó, mà bây giờ gỡ chị gỡ thêm một cái nữa mà em kêu bị sót hả? Giờ ha, giờ em còn cãi nữa ha, ha? Giờ sao? Nói chuyện với chị không có cãi. Hôm thứ bảy chị like chị gỡ một chục cái đó, xong chị nùi đóng gác chị để đây chị tính là thứ hai chị cho chị nói chuyện với em nè. Hôm nay là có một cái này sẵn chị nhắc luôn, mà rốt cuộc bây giờ trả lời với chị là bị sót. Bị sót cái kiểu gì mà sót một chục cái ha. Bây giờ đừng bao giờ mà trả lời với chị những cái câu như vậy nha, chưa? Rồi, có này size S nha, chốt cho em ở 526 đó. Làm việc phải thành thật nha. Rồi. Con này mấy chị 60kg quay đầu. Con này nó sang nè cô Xuyên Đặng. Con này 60kg quay đầu rất là sang nè cô. Chốt cái này cho em mã M 99 35.000. 526 của chị Hà. 526 là con bông tôi ghi á chị, khách không nhận hàng á chị. Khách mua một cái khách không nhận á. Mọi người em không có hàng bán. Chị Hà nay mua đi, con nó siêu phẩm rồi đó. Còn bông tôi ghi là sau em khui kiện lên giá nha. Rồi em nhập vô em lên 1 triệu á nha. Bông tôi ghi em nói trước với mấy chị là nếu mấy chị muốn chốt là lên giá rồi nha chị. Em dự tính giá chim bông tôi ghi là 40.000 một cái á. Chứ không thể nào à quên 49.000 một cái chứ không thể nào 39. Em mong tôi ghi lên 10.000 cái. Nhập vô nó lên em 1 triệu kiện chị ghê không? Nhập một lần 4 kiện lên 4 triệu. M99 là của chị Thảo Ngô. Và con này 55kg cho đến 60kg nè mấy chị. Đó, con này cũng 55-60kg nè. Chốt cho em ở 914 đi. 914 đi. Em biết là em lên giá mong tôi ghi em sẽ ế. Nhưng mà bây giờ biết làm sao giờ. Bán hôm nay còn 35.000 mấy chị tranh thủ. Chứ giờ hết rồi đó mấy chị. Đây siêu phẩm nè. 55kg cho đến 58kg đầm á. Đẹp lắm. Đã chưa? 35.000. 58kg quay đầu mã 537. 58kg quay đầu mã 537. Nhớ lời giùm chị, bây giờ cái lời chị nói là một lời một thôi. Rồi con này 50-55kg giùm em. Con này là vải tôn lanh nè mấy chị. 537 của cô Xuyên Đặng. 537 cái đầm nó đẹp quá. Ai bận không bán chị. Con này 50kg đến dưới 55kg nha. Vải lanh đó mấy chị. Vải lanh mùa hè này nhiều người mua lắm nè. 50kg cho đến 55kg. Chốt con này cho em mã 72. Vải lanh đó nha mấy chị. Hôm nay làm lên sơ mi toàn bộ được chứ. Rồi con này nè mấy chị, dưới 46kg. Con này là dòng mình đi chơi đi tiệc á, đi chơi á, đi ba quẩy này nọ. Dưới 46-47kg thôi. Mã B54. Mã B54. Rồi ôi đầm sơ mi nè. Hồi nãy có con đầm sơ mi y chang như vậy mà nó thêm một bông hoa rất là lớn ở dưới này mà không ai chốt. Nên là đôi khi nó lắc như vậy thì em thua. Nãy có đầm sơ mi y chang, con này là đầm trơn, không thêu. Hồi nãy là con kia thêu bông hoa to lắm. Rồi con này đầm này là 50kg cho đến 58kg quay đầu. 50kg cho đến 58kg quay đầu nè, đó. Con này cái form nó quá tuyệt vời luôn mấy chị. Dễ thương. Chốt cho em mã số 0, dễ thương lắm, mã số 0. Bẹt vai sẽ đây, bẹt vai sẽ nha. Form này nó không quá ngắn, nó không quá dài, cũng không quá ngắn. Dưới 50kg, dưới 50-52kg cũng được. Chốt cho em mã 529. 50-52kg cũng được. Mã 529. Con này dưới 52kg. Con này tôi mến chị mặc thì nó sẽ chít eo chỗ này, nó xòe phần dưới giùm em nha. Tay của nó là tay vôn lưới nha mấy chị. Chốt con này cho em mã số 16, 52kg quay đầu luôn, size S luôn. Mã số 16. Rồi, em có con size to nè mấy chị. Ui. Con này 55kg cho đến dưới 58kg. Con này 60kg mà phải cao trên mấy 6 thì ok. Chơi con này về size ML quá đẹp. Con này chị Thảo Ngô vừa nè, cô Xuyên Đặng thoải mái luôn. Mã E4 con này giùm em. 16 của chị Hà. Mã E4 con đó giùm em nha. Ồ dễ thương quá à. 50-55kg siêu phẩm CSM. Chốt cho em ở B35. 50-55kg siêu phẩm ở B35. Hôm nay đồ đẹp lắm mấy chị. Hôm nay có nhiều đồ đẹp lên hết đó mấy bạn. Rồi đây nè, bèo 50-55kg bèo nha. 50-55kg bèo. Chốt con này cho em mã 532. E4 của cô Xuyên Đặng. Lấy cho em mã 532.
335 chị Lan Hương Phạm, lên cho em số điện thoại địa chỉ luôn. Chị nhớ là lên cho em địa chỉ nha. Bên nhân viên em kiểm tra coi có nhận hàng hay không nha cho chị nha. Nên là mấy chị khách mới á, mấy chị hỗ trợ cho em cái địa chỉ để bên em kiểm tra đó là em có bán cho chị được hay không. Rồi con này mấy chị, tại vì bây giờ dịch và giả có một công ty nhân giao hàng của em ký hợp đồng á, có một số đơn nó không nhận giao được, nên là mấy chị cho em luôn cái địa chỉ để em biết em có nhận cho mấy chị hay không, còn không điểm hẹn mấy chị lật sau. Con này phong cánh dơi nè, 50-55kg mấy chế, phong cánh dơi. Chốt con này cho em mã số 143. Đẹp lắm mấy chị, em bao mới luôn nha, 35.000 ok lắm. Mấy chị mua 3 con 100.000, mấy bà để đi đâu chơi này nọ thoải mái, rẻ nữa mấy chị. Đây, 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 đây. Trời, xe S đây quá đẹp. Con này dễ thương lắm chị Hà ơi. Dễ dáng nè. Con này bà có quần sọt, mặc quần sọt đẹp lắm bà. Rồi Hải Phòng, đại bản Hải Phòng. Rồi bây giờ chị chốt hàng, chị cọc cho em 50.000, chị có đồng ý hay không? Chị chỉ cần chị ghi chữ đồng ý đi rồi em cho chị chốt tiếp. Quảng Nam, Hải Phòng là cọc cho em mới đi đơn. Em ở Sài Gòn. Rồi mấy chị, dưới 50kg xe S nè, 35.000, chốt cho em ở B42. Chị đồng ý cọc không mà chị Lan Hương ơi? Hai ơi, chị phòng vé gì đó hai, hủy hàng 6 cái đem qua cho em đi. Hôm qua chị phòng vé gì đó ở Bắc Ninh, Quảng Ninh gì đó, hứa chuyển khoản mà không chuyển khoản, hủy toàn bộ đơn luôn, đúng 9 giờ là hủy đơn cho em. Con này 48kg quay đầu mặt đẹp nè. Con này sắc cánh mà rất tốt nè chị Hà, 48kg quay đầu mặt đẹp. Cọc không hỗ trợ ship chị. Bên em ship Hải Phòng 30.000 không tính ký. Cọc 50.000 thì 3 ship 30.000 như bình thường. Rồi chị trả lời luôn cho em đồng ý hay không đồng ý để em biết em hủy nè chị. Em biết em hủy rồi em bán. Hôm nay em bán 100.000 ba cái, chị chốt ba cái. Em đi đơn cọc cho em 50.000. Cái này chốt cho em ở 117. 48kg quay đầu mặt đẹp mà 117. Bên em chuyển khoản còn chưa hỗ trợ ship nữa đó các chị. Rồi 50kg cho đến 55kg con đầm dài, 50kg đến 55kg con đầm dài, chốt cho em mã số 12. 50kg đến 55kg đầm dài mã số 12. Rồi 60kg đây các chị, 60kg đây, 117 em chốt chị Hà nè, 117 đẹp lắm bà. 60kg nè, mã A7 giùm em, 60kg mã A7 giùm em. 12 em chốt cho chế Hà nè. Hôm nay đồ rẻ lắm á. Rồi, chị Lan Hương Phạm ok. Hai ơi, nhắn số tài khoản chị Lan Hương Phạm, chuyển khoản cọc cho em 50.000. Bên em có nhân viên nhắn số tài khoản qua cho chị, cho chị Lan Hương Phạm. Rồi, con này 55kg đến 60kg mặt đẹp, 35.000, chốt cho em ở 169. Con này đẹp nè, con này mấy chị mặc đơn giản nè, quần jean nhẹ nhàng ha. Chốt cho em ở 169. Bây giờ bên em có người liền, có người làm việc hết á chị. Chị nhắc inbox có nhân viên làm việc hết. Một dàn nhân viên 7 người, có lúc nào cũng trực hết inbox hết đó bà. Rồi lên mấy chị. Con này 48kg quay đầu mà đẹp. Mấy chị cần cái gì mấy chị inbox bên em đáp ứng liền. Từ ví dụ như bên em đồ si đúng không, mấy bà báo lỗi đúng không, mấy bà yên tâm shop em á, dù có đông khách cỡ nào hay dù có gì cỡ nào, mấy chị báo lỗi là bên em sẽ trả lời trong vòng 24 tiếng, trả lời và giải quyết trong vòng 24 tiếng. Nên mua hàng bên em vừa rẻ mà vừa an tâm đó nha. Còn không an tâm thì mua 3 cái thôi, đừng mua nhiều, mua 3 cái đẹp quay lại mua nữa. Chốt cái này cho em mã M69, 48kg body. Con này vải nó cái phần tay của nó là thun lạnh đó, cái phần tay của nó là thun cô tông lạnh nên rất là đẹp, mặc rất là sướng. Mã M69 CS. Rồi thêm một em body nữa CS luôn mấy chị, dưới 50kg body tiệt, dưới 50kg CS body tiệt mã C61. Cái A7 này em chốt cho chế Thảo ngồi nè chế ơi. Rồi con này mấy chị, cái đơn của bà phòng vé 6 cái hủy luôn nha, không có nói nữa, không cần nhắn lại nữa, hủy đem ra qua em bán nè. Và cái này xô nè mấy chị, 50kg cho đến 53kg mặt đẹp, chốt cho em mã số 127. Xô 50-53kg mặt đẹp A127, em không dám bán cái áo em đang bận đâu, áo em bận là 2 năm rồi. Mấy chị tưởng tượng áo em bận á, là những cái áo em like là em bận 2 năm trở lên không á. Nhiều người nói ủa sao bán đồ mà sao có cái áo bận hoài, tại vì giặt hoài nó không hư. Mong tôi ghi nè, em giặt 2 năm cái áo này đó mấy chị. Mấy bà mà theo em trên 2 năm, năm ngoái, năm nay nè, từ Tết ngoái năm nay nè. Nè mấy chị nhìn nè, từ cái đường viền cho tới nhỏ là không có giãn, không có gì hết mà em chơi mới giặt không mà. Em hai đứa mắc gì phải giặt tay. Này, cái áo nó còn mới tinh sau 2 năm bận nè. Đó, chị ví dụ như chị Hà, chị Thảo Ngô là thấy em bận cái áo này 2 năm rồi nè. Đó, mấy chị hỏi thử mấy chị đó coi. Còn cái áo vàng kia nữa, mong tôi ghi tôi giặt 2 năm không á. Mà không hề có hề hấn gì hết rồi. Rồi con này phom dài là đuôi cá nè, mã 188, 50-55kg mã 188. Nên là giờ bật 2 năm mà sao bán bảo yên hảo. Canh đi, canh mông tôi ghi đi. Em mới về mua 4 kiện.
Em mới giới bổn kiện Montegi đó, kiểu gì cũng có cái này mà đủ màu luôn. Đợt chị Hà lấy được cái này đủ màu nè, đúng không chị Hà? Canh đi chị Yến Thảo, canh đi nha. Trong tuần này là có thể cuối tuần em sẽ bung toàn bộ Montegi ra, Montegi ra hết. Thôi đi mấy chị. Ồ má nó dễ thương. 50kg quay đầu mặt đẹp, 50kg quay đầu mặt đẹp luôn. Chốt cho em ở bơi 71. Chị Hà nè, không Hà hay là chị Diệp Nguyễn em quên rồi. Có một số chị có một số chị chuyên Montegi á, mấy bà lựa cái mẫu này của em nè, đủ màu luôn. Nhiều bà là bộ sưu tập đủ màu cái mẫu em bận luôn á, màu kem, màu da, màu nâu, màu tè le màu hết. Có bữa có màu hồng phấn cái này nữa, đẹp lắm. Đó chị Thảo Ngô mua được một cái màu kem mà dùng 2 năm rồi kìa, thấy chưa? Đây 71 Tiên Tiên nè, lên lấy số điện thoại Tiên Tiên em nè hai ơi. Rồi em lên chị Tiên Tiên cho em địa chỉ luôn chị, để em biết có em có nhận đơn hay không chứ ơi. Tại vì một số chỗ là bên em giao hàng tiết kiệm á chị, nó không có cho giao nữa. Nên là mình thông cảm, mình lên luôn địa chỉ giùm em. Còn nếu mà không muốn mà nổ địa chỉ thì cho em cái inbox vô luôn địa chỉ, để nhân viên em coi là đang giao được hàng hay không nha. Rồi 50-55kg giùm em, 50-55kg giùm em. Chốt cho em ở 279. Dạ inbox luôn địa chỉ giùm em, nhân viên em đang chụp máy. Chốt cho em ở 279, 50-55kg lệch nút mở 279. Rồi con này cánh dơi nè mấy chị, cánh dơi đen á. Con này cái nền vải của nó có thêu mấy chị, 55-60kg mặt đẹp luôn. Chốt con này cho em mã 70, chốt em 3 con đủ đơn nha. Rồi lên mấy chị, 55kg cho đến 60kg hơn nè. Con này 60kg hơn luôn á mấy chị, size LXL, vải quá đẹp. 60kg hơn, size LXL, vải quá đẹp nha. Chốt cho em mã 197. Chốt cho em vi mã 197 nha. Mạng mấy giờ nó lắc không mấy chị ơi, em cũng biết khi nào nó ổn định nữa, tiếc ghê. Nên là em cố gắng bán rẻ thì rẻ, bà nào mua được mua à. Em nói thiệt, em đang bán rẻ lắm đó so với cái mức giá bình thường của em. Rồi con này 50-53kg nha. Chốt cho em mã số 0. 50-53kg mã số 0 để hỗ trợ mấy chị mùa này đó. Chứ chẳng ai bán đầu kiện 100.000 ba cá đâu. Đầu kiện ta phải bán 49-59 để kiếm lời đó. Còn con này là chưa biết có lời hay không á. Rồi lên nè, bẹt vai mà size to nè mấy chị, 197 của chị Hà nha. Bẹt vai size to. Con này 50-55kg mấy chị ơi. Ờ, úi đẹp quá. Rồi con này được 55kg luôn, được size M luôn mấy chị, mà form nó dài nữa, tha hồ mà đóng thùng. Đây cái form nó được dài nè. Chốt con này cho em mã số 132, con này đóng thùng không có sợ hở đâu nha. 50-55kg quay đầu mã 132. Rồi lên nè. Trời má ơi công chúa dễ sợ, mới tin con này. Con này mới lắm công chúa nha, dưới 52kg công chúa. Chốt cho em mã M4, dưới 52kg công chúa mã M4, số 0 của chế mơ thị. Con này đầm tiệt cho mấy chị, con này đầm tiệt 50-55kg giùm em. Giá 35.000 luôn, đầm tiệc á, 50-55kg giùm em, giá 35.000, chốt cho em mã 150. Dạ, chị đợi chút xíu nha, nhân viên em sẽ rep lại coi là có đi đơn ok không, chỉ cần bấm chữ ok là được nha. M4 của chị Tiên Tiên. Rồi con này mấy chị. Con này là free size 55kg đến 65kg free size. 55kg đến 65kg free size, chốt cho em mã số B41. Nhưng mà nó bị cái mụn nhọt đó, nó ăn cua sao không? Giờ nó thấy gì ăn rồi, tại con mua kể đi không sao. Bây giờ con mới nhớ. Thì đó, cái mụn nhọt cái miệng nó lớn quá mà nó quất nguyên con cua luôn. Ăn hết con cua luôn hả? Trời mẹ, hết mẹ nó 90 ngàn rồi đó. 150 của chị Thảo Ngô. Sáng con em nó bắt em mua con cua cho nó là bằng được. Bà nội ta. Cái áo nó làm nó khoát hơn á. Thì đó, cái áo đã đẹp, cái áo rêu đẹp quá trời. Có ai chốt chưa? Chưa. Rồi 50-55kg mẹ có nhiều khoát rồi mà. Con này form dài đưa cá, pha ren 50-55kg nè. Chốt cho em mã số 113, 50-55kg mã 113 dây kéo sao cho mấy chế. Con này 113 bao mới đẹp, 35.000 nữa bao rẻ luôn. Chị Tiên Tiên Cần Thơ chắc ok á. Cần Thơ nó không có vì gì đâu. Em sợ là hải ở khu vực miền Bắc thôi. Em sợ khu vực miền Bắc thôi. Thì hai cứ test trên giao hàng tiết kiệm đi hai. Chưa ai chốt hết ha. Rồi cái đó 50 cái này nè, 50kg đến 52kg mã 289. 50-52kg mã 289 giùm em con này luôn. 50-52kg mã 289 mấy chị. Ờ à, Tha ơi, em quên chấm bài chị rồi đó. Chấm bình luận lên mấy chị. Rồi con này mấy chị đầm á, đầm nè. Đầm là dài đẹp nha, 50kg cho đến 58kg đầm. Chốt cho em mã 159 nha, đầm kaki á. Chốt cho em mã 159, 50kg đến 58kg. Áo khoác vét nè, trời ơi. Ủa giờ mới thấy. Khoác dán vét đó mấy chị. Trời ơi, con này nhiều người đặt hàng em lắm. Biết sao không? Hôm qua hay nói mày đó. Nói gì ta? Không nhớ. Cái này nhiều người đặt em lắm nè. Biết sao không?
mặc cái quần sọt giả vải bên em á, sọt Nhật á hệ. Mà mấy bà đợt vét hai lớp mấy bà không mua, mấy bà tìm cái này không à. Mà em là khui vét là toàn hai lớp không à. Làm gì có cái mà một lớp vậy. Này cái này một lớp là mặc bình thường, mình mặc đi chơi á, một số chị mặc đi chơi mà cần một lớp á cho mát miệng á. Chỗ má con này đẹp quá. Free size SML con này mấy chị, mã 191, vải này vải không nhăn á. Vải này vải nhúng, xôi nhúng không nhăn. 191 nha, free size SML mã 191. Lùng hai tay lại chế nha. Em có một số cái áo khoác mới khui kiện á, em có để riêng ra, áo khoác cực kỳ đẹp luôn. 191 chị Nguyễn Phan Kim Quyền. Nè, em bán hôm nay cho mấy chị, em có được 7 cái thôi mà đẹp kinh khủng nha mấy bà. Bao đẹp cho mấy bà luôn, khoác này là khoác Nhật. Tại vì tôi được người ta cho. Nhưng mà đẹp lắm, con này là có con mấy chị mặc vô nó như cái đầm luôn á. Tại vì nó sẽ có cái phần nhúng ngay cái chỗ cái ngực nè, à lượng cái eo nè mấy bà. Con này 60-65kg quay đầu nha. Đấy, khoác Nhật cao cấp luôn. 60-65kg free size mã 508 nè. Đó, bán giá 35.000 mã 508. Áo vàng trên canh bán rồi chế ơi. Khách đã chốt. Bẹt vai em nhiều mà. Nè. Con này nè, nó không có bẹt vai nhưng mà nó xẻ cổ chữ V ra. Từ từ đem lên hết cho. 508 của cô Xuyên Đặng nè. Rồi con này 35.000 nè mấy chị. Đẹp chưa? Trời ơi. Con này 50kg đến 55kg siêu đẹp luôn á mọi người. Mấy chị cứ nhìn kỹ màn hình nha, con này rất đẹp nha. Rồi siêu phẩm mã B73. Siêu phẩm mã B73 giùm em 35.000. Khoát nữa ha, quên nữa. Đây đây. Hồi nãy là hoa màu xanh đậm phải không? Còn cái này là hoa giống như là hoa bất tử gì đó mấy chị, không phải hoa gì á. Hoa gì mà nó bông nó to mà màu nó nhu lắm. Rồi con này cũng free size nè. 60kg 70kg mặc thoải mái luôn. 60kg 70kg mặc thoải mái luôn, mã 132. B73 của chị Diễm Hương, B73 đẹp lắm chị. B73 cái vải nó đẹp lắm, vải của nó là na ná đề niêm mềm á. Na ná đề niêm mềm giùm em. Rồi đây nè, bây giờ mình muốn điệu điệu như canh á, lấy cái này nè cũng được nè. Tại em chưa có thử lên đó mấy chị. 132 của cô Xuyên Đặng. Đây đây đây. Con này là 50kg đến 55kg á chế nè. Mình mặc mình đóng thùng là y trên canh nè. Đẹp dễ thương nữa đó. Trời ơi mấy chị ơi, mua đồ của em lâu năm rồi, mấy bà tưởng tượng giùm em đi. Chốt con này cho em mã 53. 50-55kg mã 53. Con đó là nó đẹp theo kiểu như giống như trên canh gì đó hả mấy con này. Con này thì cái tay nó rời. Cái tay nó rời luôn. Đó là trên canh đó thì nó còn dính cái tay, còn cái này tay nó rời luôn. Cũng 50-55kg màu hồng phấn. Đó, mặc cái gì bà mặc y chang. Mấy bà yên tâm, mấy bà mặc y chang trên canh. Mã số 271. Mã 271 53 của chế Chu Ly Lê. Chưa. Cái kiện này em có nhiều mẫu như vậy lắm. Nè em có một con này mà size S nè. Con này cái màu nó dễ thương quá trời luôn mà nó size S. Dưới 50kg nè. Cái này chị Hà mặc đẹp, chị Hà. Nè con này hàng hiệu nè, size S. Vải là vải lanh đó. Vải là vải lanh. Con này size nó nhỏ xíu à. Đó mấy chị nè, dưới 50kg mấy bà mặc nè mới đẹp nè. Rồi chốt con này cho em mã 75. 50-53kg mã 75. Rồi đưa con hồng đây cho chị. Gỡ con vàng này ra cho thử con hồng lên trên canh. Trời ơi chán ghê mấy chị. Con vàng này là có cái chế gì chốt xét 70k chị Hầu Hạ đó thiệt. Chị Hầu Hạ chốt thêm em nha chị. Nhớ chốt thêm em chứ đừng giữ đơn nha. Dạo này là mùa dịch em không có giữ đơn nha chế. Chế Hầu Hạ. Mùa dịch em không có giữ đơn nha. Trời ơi dễ thương muốn xỉu. 75 của chị Hà. Chấm bài tương tác lên cho em, mấy chị nổi bình luận lên giùm em nha. Bình luận càng nhiều nó càng ngầu nổi nha mấy bà. Rồi khoác nữa nha, khoác rồng. Khoác rồng, chị Lan Hương Phạm chắc ngán cọc rồi. Bây giờ em nói chị nghe nè. Chị không muốn mua thì chị nói đại chị không muốn mua. Chị không muốn cọc chị nói đại chị không muốn cọc. Em like 4 tiếng đồng hồ. Tôi mới lên có 15 phút mà kêu là không chốt được con nào xả. Bà sai lầm rồi đó, bởi vì tôi thấy bà là tôi biết được liền. Bà không muốn cọc thì bà nói bà không muốn cọc chứ đừng làm mất thời gian của nhau. Được chưa? Chứ em like 4 tiếng mà bà mới có 15 phút hả? Cái like của em hôm nay nó ế đó. Có ba mấy người coi, bình thường 7 mấy người coi. Chứ có gì đâu bà chốt được. Nguyên một xào nè, trên dưới 400 con. Bà muốn chốt bao nhiêu? Tôi tiều bà hết. Đây mấy chị. Rồng nè, thêu nè. Free size mã B25. Bà không muốn cọc thì bà nói bà không muốn cọc ngay từ đầu. Để tôi đỡ nhân viên tôi đỡ mất thời gian. Đỡ mở đơn, đỡ bao, đỡ bịch, đỡ phí, đỡ công. Bởi vậy mấy chị làm việc với em rõ ràng nha. Còn mấy chị không rõ ràng mấy chị không làm việc với em rồi đâu.
191 không mua nữa. Ai chị nhất tỷ không có chốt được 191 chứ. B25 là chị Hà. Rồi con này nè, 50kg đến 53kg mặt đẹp, mã số 77. 50kg đến 53kg mặt đẹp, mã 77. Đây con này bán 35.000 cho mấy chị luôn. Phi size bao nhiêu ký cũng vừa nè, siêu phẩm á. Mã B43 siêu phẩm. Bán 35.000 luôn, mã B43. 77 của ngoại. Mày để chốt cho ngoại Mỹ Liên Hồ. Trời đẹp quá nè, thôi cái bông màu vàng nè. Ê, cái phần sau của nó cũng baby doll nè mấy chị. Cái lưng nè. Thích không? Thích không? Má ơi đã quá à. Mã 704 em có 7 cái như vậy luôn á. Quá trời đủ màu hoa luôn. B43 của chị Phan Kim Quyền. Mã 704 con nó đi mấy chị. Nữa nha, cái hoa này nó đỏ đỏ. Cái này giống hoa dại á mấy chị, giống hoa dại ven đường á, đẹp chưa? Free size luôn. Free size bao nhiêu ký cũng vừa luôn, 35.000 luôn, mã E47. Hủy đơn chị Lan Hương chặn luôn giùm em ha, tại khách nó không cọc á là cũng không có mua hàng được đâu. Rồi lên mấy chị. Đẹp chưa? Free size luôn, màu này mấy bà thích không? Tôi đưa cái mặt trái cho bà nhìn cho kỹ ha. Có hai cái túi lớn ở dưới. Free size. Mã M87 nha mấy chị, mã M87. Em có mấy con áo khoác đó, cái hoa trắng đẹp mà mấy bà. À, con này là sọc. Em lên hết 7 cái cho chị, mỗi chị lượng cái. Trời ghẻ bèo à. 35.000. Bao nhiêu ký cũng vừa nha. Chốt con này cho em mã số 70. Mã số 70, M87 em chế nhất tỷ nè. Đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Mã 117 nha, phi size con đó là sắc cánh. Con nó sang á, con 117 sang á, phi size sắc cánh. Trời ơi đã quá à, con này rồng màu xanh tay loe. Con này tay nó loe nè. Đó, con này thì dưới 60kg thôi mấy chị ha. 60kg hơn sợ không vừa đâu. Dưới 60kg thôi đẹp chưa? Chốt con này cho em mã số C18 luôn. À, 704 của cô Xuyên Đặng, 117 của chị Nhất Tỷ. Cái đó là khoác chuẩn Nhật đó nha mấy chị. Khoác Nhật chuẩn nha, nha nè. À, là nói chung là em có 7 con là em cảm thấy xịn đó, em chia trước đầu like cho mấy chị khách nè. Rồi được chưa? Free size, em chia cho mấy bà ha. 35.000. Mã B80. B80 các bà ơi. Ôi mẹ ơi, đẹp chưa? Rồi trở về sơ mi nè. Con này nha, đẹp không? 50kg cho đến 55kg thoải mái luôn. Chốt cho em mã C5. 50-55kg thoải mái, mã C5 giùm em. Nay em like em hạ, em lấy móc em làm hàng với chị thấy không? Vin nè, em làm Vin nè, em làm Montori nè. Khoác á, khoác mà dòng khoác này nè đẹp chưa, có ba cái nút hai bên, hai bên ba nút, con khoác này đẹp lắm, size SM chỗ quá đã. Chốt con này cho em mã số 169. Vô trễ rồi, em mới like có nửa tiếng à chế, tính tới bây giờ là ba mấy phút thị mắc gì trễ, xài em còn đầy. Một con áo sơ mi uni size này size L, 58kg quay đầu. Một con sơ mi uni màu đen nè mấy chị, 58kg quay đầu, hàng uni quay lô. Chốt che mã 407, hàng uni mã 407. 169 của chị Hà, 407 size L nha các chị. Rồi em lên cái kiểu bẹt vai, tay này tay cánh dơi loe, cái kiểu này nó đang hot lắm á mấy chị. Tại vì hai mặt mình mặc đều đẹp hết, hai mặt nè. Con này 50kg cho đến 58kg nha, size ML đó mấy bà. Con này mấy bà mặc với quần sọt hay đóng thùng đều ok hết. Chốt che mã 166. 407 của chế Thúy Hồng, 407 em chốt cho chế Thúy Hồng. Và một con Adidas, con Adidas nè mấy chị, Adidas mà dây kéo full áo mà dạng sơ mi với tôn lạnh. Tôn lạnh 50kg, 53kg. Rồi chốt lẹ tay cho người khác lấy liền á. Mã 302. Đẹp chưa? Trời ơi cái màu này màu hiếm nữa. 302, 52, 53kg size SM. 302 Adidas SM. Đây size to 55kg đến dưới 60kg. Chấm bài giùm em cho nó nổi bài lên giùm em nha. Cảm ơn các chị. Chốt con này cho em mã số 287. 55-60kg mã 287. 302 của chế Julie Lê. Con thấy ngoại mà ngoại sâu rồi nha ngoại. Để con lên thêm một cái size S dễ thương cho ngoại nha. Rồi con này form dài nè, 50-52kg quay đầu nè ngoại ơi. Ngoại thích màu xanh thì chốt cho con mã E21 ha. Hôm nay 35.000 em like hạ móc luôn, không like nữa.
nên là mấy chị cảm thấy thích thì thật sự thích thì mấy chị nên chốt trên like, chứ sau like là em không có lấy được cho các chị nữa nha. Tại vì khách sỉ đặt em hết rồi mấy chị, có nghĩa là khi mà em xuống like như vậy á, bao nhiêu cái đếm tính tiền, khách sỉ chợ đó mấy chị. Nên là bây giờ em mới xuống móc rồi là không còn lựa được nữa đâu nha. Có nghĩa là ví dụ như mấy chị thích con đó mà mấy chị đang trùng tay, sau like mấy chị như nhắn với em thì em không lấy được, tại vì em đã xếp thành chồng, em không còn che móc nữa. À, con này 50kg cho đến 55kg mã 188, 50kg đến 55kg mã 188, em like cho sỉ người ta thấy luôn. Có nghĩa là em không có lấy lại cái gì của người ta hết. Đó, khách lẻ lựa qua một lần rồi thôi. Con này dưới 50kg mặt đẹp, dưới 50kg mặt đẹp, chốt cho em mã 923. Dưới 50kg mặt đẹp mã 923. À, con này phong dài, mà mấy chị mặc đầm đầm sơ mi có bộ điệu lắm à. Nè cái tay của nó đẹp, mấy chị mặc đầm đầm sơ mi có bộ điệu á. 55kg đến dưới 60kg luôn. Chốt cho em mã B37, 55kg đến dưới 60kg mã B37. Khoác nha, ha ha, khoác này 50-55kg quay đầu thôi, khoác này là size SM thôi. Đủ nút giùm em không rớt một cái nào hết. Khoác này cái vải nó mát dễ sợ. Khoác này size SM thôi nha mọi người, dưới 55kg nha, mã M74. Mã M74 giùm em dưới 55kg thôi. Trời ơi, má ơi đầm nè. Đầm free size dưới 60kg. Con đầm này 55kg đến dưới 60kg thoải mái luôn. Chốt đầm đỏ cho em mã B77. Đầm đỏ đó là chất xô nhúng nha, ít nhăn khi bận. Rồi lên đầm tiếp, đầm Faren. Con này size SM 50kg đến 53kg đầm. Chốt cho em mã 549, 50-53kg mã 549 nha. B37 của chị Sơn Tinh dầu dừa. Rồi con này nó có cái thêu á, cái thêu nè. Cái hình vẽ trên cái áo các chị thấy không? Đó, ở đằng sau nó cũng vậy luôn, rất là đẹp. Con này 50kg đến 55kg form dài mặc lầm đầm. 50kg đến 55kg form dài mặc lầm đầm. Chốt cho em mã M27. Chốt cho em vi mã M27 giùm em. Rồi sơ mi nè, 50kg đến 57kg được. Con này nha. Con này cái form của nó ở dưới là cái đuôi của nó nè. Đó, 50kg đến 57kg thoải mái luôn. Mã E13. Mã E13 giùm em. Mã E13 Vi ơi cho chị đầm sơ mi đỏ nhé. B37 là chị Sơn Tinh dầu dừa chốt rồi đó chứ. Người ta chốt rồi. Bây giờ mình lắc quá mình không nghe rõ mã ha chị Yulile ơi. Bây giờ là mấy hôm nay nó bị vậy rồi, em không biết khi nào nó ổn định lại luôn. E13 của chị Thúy Hồng. Rồi con này 50kg đến 52kg quay đầu ha mấy chị, SM. Chốt cho em mã số 371. Mã 371 nha. Mã 371 trên 100 báo chị ha. Bắt đầu chuyển qua 100 trên báo chị. Rồi con này đầm caro size nhỏ. Con này dưới 52kg giùm em. Dưới 52kg chốt cho em mã 902. Cái like đó như thế nào chị diễn tả em với. Nó giật, nó lắc hay nó đứng. Hay là em nói nhỏ. Đầm new tem 50-55kg nè, con này mới 100% 50-55kg, new tem mã M50. M50 con sọc này mới 100% new tem mã M50. Kg cho đến 55kg luôn. Con này cái form nó dài, vải denim. Trời vải này đẹp ghê sợ. 50-55kg tay lửng form dài, chốt cho em mã số C73. Mã C73, 50-55kg, mã C73. Trời thích chưa? Hàng công sở 50-55kg luôn. Con này em mặc được á, em mặc rồi mấy chị. Hàng công sở 50-55kg luôn, chốt cho em mã 965. Đúng rồi mấy chị, chấm bài liên tục lên cho em. Mã 965 con này đẹp nè. 50-55kg, C73 của ngoại. C73 con chốt cho ngoại nha. Rồi con này đẹp, con này hàng có thương hiệu. Con này hàng có thương hiệu giùm em. Con này mà đóng thùng hay là mình mặc á, thả ra với quần legging cũng đẹp luôn. Dưới 50kg, con này thả ra với quần legging cái đuôi nó đẹp. Dưới 50kg xe S. Chốt cho em mã số 83. Mới ao vô lại thì thấy ổn rồi. Dạ. Cảm ơn chị để em lựa đầm lên thêm cho chế nha. Rồi con này là kiểu chiếc eo nè. Trời ơi con này mặc đẹp ghê chưa. Dưới 50kg giùm em xe S luôn. Chốt cho em mã 200. Dưới 50kg xe S luôn. Chốt cho em vi mã 200. Rồi đầm cánh dơi nè. Cái đầm này mấy chị nè, đó, size to. Con này form dài chứ không phải đầm đâu, xin lỗi mấy bà. Rồi mấy chị mặc, mấy chị buộc cái dây eo đằng sau đẹp lắm. Đó, 55-60kg luôn đó nha mấy chị. Chốt cho em mã số 04 đi. Đầm caro độ mà chín mấy đó. Đầm caro đỏ, mã bao nhiêu? Có không? À, đầm caro đỏ đó em. Mã 371 đó chị, con đó là size S đó chị. Lấy đi, cái đầm nó dễ thương lắm, chất xô mềm được. Em đeo lại cho chế coi, chế xác nhận giùm em mấy chị Tiên. Đây đây, đưa con đầm caro đỏ đó đây.
Mã 371 nha chị Tiên. Mã 371 con đầm này nó sẽ bẹt vai nè. Đó, nó sẽ bẹt vai như vậy nè mấy bà. Đây mấy chị mặc nó sẽ bẹt vai dễ thương như vậy. Con này là chỉ có size S là kể chị Tiên mới vừa thôi. Rồi đúng cho chị Tiên ơi, em chốt 371 cho mình nha chị Tiên. Đây. Rồi 371 của chị Tiên. Em lên tiếp nha, em lên tiếp nha. Đồ em còn rất là nhiều luôn. Yên tâm mấy chị. Rồi con này sắt cánh nè. Áo đôi mã gì hả? Áo đôi là áo gì chị? Rồi. Con này nha. 50 kg đến dưới 50 kg quay đầu, 45 kg đến dưới 50 kg con sắt cánh này nè. Chốt cho em mã 733. 35.000, 100.000 ba cái đó chị. 733. Rồi con này dây kéo phía sau giùm em. 52 kg quay đầu thôi. Con này 52 kg quay đầu dây kéo sau. Mấy chị chốt con này cho em mã E44 nha mấy chị. Mã E44 nha. Áo đó đúng không chị? Khách chốt rồi đó chị. Có chị Tiên Nguyễn chốt rồi đó. Mình chốt con khác giùm em nha. Rồi đây siêu phẩm nè. Con này vải quá đẹp mấy chị ơi, đừng bỏ qua. Trời con này đẹp dữ vậy trời. Màu xanh đó lạ nữa. Con này 55 kg đến 60 kg nha. Con này em cam kết với mấy chị mới đẹp 100%. 55 kg cho đến dưới 60 kg mới đẹp 100%. Mã 141 quá đã. Mã 141 quá đã mấy bà. Mã 141 mấy bà ơi. Rồi đây cái này size S nè, 48 kg quay đầu. 47 48 kg quay đầu nè chị. Chị Tiên ơi, hôm nay size S em có nhiều lắm đó bà. Bỏ lại mà chốt quá trời luôn á. Chốt về bà 440 size S. Em có con yếm size S nữa nè mấy chị, mà yếm xẻ vai nha. Đó, yếm xẻ vai con này 47 kg quay đầu mã M10 giùm em. 47 kg quay đầu mã M10. Bây giờ em like sơ mi mà chị hỏi em có ba lỗ hay không là sao? Là bây giờ chị muốn sơ mi ba lỗ hay sao? Tức là em mỗi lần em lên là em lên nguyên kiện. Một kiểu một. Chị Kiều Thúy em gửi hàng rồi đó chị. Em kiểm tra đơn nha. Chị hiểu vấn đề không? Có nghĩa là em không có like theo ý của khách. Ví dụ như hôm nay em cung một kiện sơ mi là một kiện sơ mi. Mà sơ mi thì ba lỗ thì rất là ít. Sơ mi ba lỗ thì rất là ít. Được chưa? Khả năng là có, nhờ ba lỗ thì em nghĩ là cô tông Nhật hoặc là thun lạnh hoặc là Montagu thì ba lỗ nó mới đẹp. Còn chớ mà ba lỗ mà sơ mi thì nó không có đẹp. Sát nách thì em có. Sát nách rách top thì em có, được chưa? Rồi chị đợi chút xíu em lên liền. Rồi con này 50 kg đến 53 kg nè, dòng đi tiệc, 50 53 kg dòng đi tiệc. Chốt con này cho em mã số M34. Sát nách nãy em lên vài cái đó chị để em kiếm có còn không à. Đây sắc nách mà sơ mi nè. Con này hàng của Uni chết rồi. Em giờ em lên chị chốt không được con này đâu. Tại con này là dòng sắc nách tôn lạnh nè, hàng của Uni. Con này quá xịn. Con này nhiều chị cũng đây tìm lắm. Nhiều chị cũng tìm lắm. Rồi con này 50kg đến 55kg á. Rồi em đọc mã chốt nhanh ha. Mã 938. Mọi em sắc nách của Uni Willow mã 938 giùm em. 938 đó. Sắc nách hàng mà hàng Uni luôn, bao sướng. Sắc nách mà vải Uni là không thể nào chối cãi được rồi đó. Rồi con này nó xẻ vai. 938 chị Tiên Tiên trước nè. Chị Phan Kim Quyền sau rồi. Em sơ cua 938 chị Phan Kim Quyền. Chị Tiên Tiên cọc cho em mấy cạc 50 nha chị. Nhớ cọc ha. Chị cọc đi, nếu mà mình cọc xong rồi em sẽ hủy phiếu sơ cua nha chị Tiên Tiên. Rồi cái này nè, đẹp chưa? Con này trời, mua cho bé giùm em đi mấy chị, dưới 40kg. Bà nào có bé gái nè, 30kg đến 40kg mặc vừa cái đầm này rồi. Nguyên một cái đầm cho bé gái quá mới nha mấy chị. Quá mới nha. Cái đầm này bán 35.000 luôn. Chốt cho em mã 08 đầm cho con gái mã 08. Chị Tiên Tiên mạnh nhanh chốt trước rồi nè. Rồi lên mấy chị, từ từ sắt cánh còn mà ha. Tại sơ mi sắt cánh đương nhiên nó sẽ có. Giờ con này mấy chị 50 đầm á mấy chị, 50-55kg đầm body nha. 50-55kg đầm body 35.000. Chốt cho em mã 571. Chị gì ta? Chị chuyển khoản không được hả? Chị chuyển khoản không được hả? Bên em cứ nhắn số tài khoản qua cho mình. Rồi con này của Uni Willow 50kg, 55kg. Bà hai bà kêu giao rồi, bà kêu Thúy. Ủa chị chưa nhận hả ta? Sao chị chưa trên áp em là bà giao rồi đơn của bà kêu Thúy ơi. Uni Willow size L luôn nha mấy chị nha. Con này 50kg, 58kg tay bồng. Vải Uni 50-58kg tay bồng, vải Uni mà mã 262. Vina Mobi nha chị, Vina hoặc Mobi giùm em nha. Mã 262. Trời má ơi con này đẹp nè. Uni mà vải da lộn luôn. Rồi size S, con này quá đẹp chị Hằng. À quên phải, chị Hà. Da lộn nè trời, nguyên miếng nha. Con này nguyên miếng của Uni á. Lên cặp cao màu đen này nọ rất rất đẹp. Cho bà coi hàng nguyên miếng nè bà. Má ơi đã chưa? Hàng Uni á.
Ôi đẹp lắm, đẹp lắm. Trời ơi mà cái form nó lửng nữa. Ôi bao ok luôn. Trời con này mặc bao dễ thương luôn. Cháu chè mã C75. Ôi ôi trời. Lần đầu tiên em thấy Uniqlo mà da lộn miếng á mấy chị. 262 của chế Thúy Hồng. Sau đó em like thường xuyên mà lần đầu tiên nhìn thấy da lộn miếng hàng của Uni. Rồi con này size to đây. Con này 55-60kg nha mấy chị. Đó theo hai bên giùm em. Đây C75. C75 chị Lê Lê trước rồi. Chờ bà Lê Lê bấm me đúng cái con C75 luôn. C75 là thuộc dòng hiếm. Được chưa? Đấy, rồi à, chị Lê Lê trước rồi mấy chế ơi. Rồi mình lên tiếp tiếp tục công cuộc săn siêu phẩm nha. Và cái này 50-55kg. Con này sang nè, chị Thảo Ngô với chị với cô Xuyên Đặng ơi. Mã 453. Con này chị Thảo Ngô mặc sang, chị Xuyên Đặng nè, cô Xuyên Đặng cũng vậy, size ML 55-60kg. Chị kéo sau ha. Đi tiệc đóng thùng này nó ok, mã 453. Đi tiệc đóng thùng này nó ok hết, mã 453. Trời mấy chị nhìn nè. Con này vải không đẹp không lấy tiền. Con này vải bên ngoài của nó không thua gì vải len nịt của Nhật. Không thôi dùm con len nịt của Nhật nha. Size SM 52-53kg quay đầu. Quá đẹp. Thôi các bạn nhìn cẩn màn hình nè. Đẹp chưa? 35.000 ha. Mã số 939. 52-53kg quay đầu thôi. Nói về size M thôi, 55kg là phải về size L rồi. Sơ mi là 55kg, 56kg là em nói size L rồi nha mấy chị. Tại vì sơ mi em có quan điểm là mặc rộng nó đẹp, chứ đừng mặc ôm. Mà ôm thì nó chật tay, chật nách thì nó khó chịu lắm. Chín ba chín chị nhất tỷ nên cái nào mình size M là em nói 52-53kg quay đầu thôi nha. Rồi con này size ML thoải mái nè, tay ngắn thoải mái, size ML thoải mái 55-60kg luôn. Trời ơi đẹp quá, mới tin 35.000. chốt cho em mã 224 mấy chế ơi, mã 224 mới tin nha, mã 224 mới tin. Rồi con này size M nhỏ nha, 50kg đến 53kg quay đầu. Chốt con này cho em mã M78. M78 luôn mấy chị. 35.000 mấy chị ơi. M78 35k. Like hy vọng hôm nay kịp giờ lại hết xào này. Hết xào này cái xong rồi mình lên chân váy một ít cũng được. Rồi là mấy chị 50kg đến 55kg này. Dòng này tiệc nha, thoải mái. 50-55kg giờ thôi nha. Mã B34 224 của chị Trung Lê. Đây con này free size nè mấy chị. Con này 55kg được. Con này cái tay bắt tay của nó 55kg được. Đã chưa? Mới nha, mới tin luôn. Mới tin luôn á, 50-55kg quay đầu được. Mã số 54 luôn á chị, B34 của chị Nguyễn Phan Kim Quyền. Rop nè. Rop á chị. À con này nó không phải xẻ vai đâu nha. Con này mấy chị 50-55kg được luôn. Nhưng mà hở bụng giùm em. Size SM nhưng mà hở bụng giùm em nha. Chốt con này cho em mã số 506. Mã 506 size SM mà hở bụng rop top SM. Rồi con này SM luôn. Con này 50kg đến 50 học SML luôn, 50kg cho đến 57kg thoải mái luôn. 50kg cho đến 57kg thoải mái luôn. Chốt cho em mã số 91. Mã số 91 giùm em size L luôn á. Mã số 91 nha, 57kg quay đầu mã 91. Con này 50kg dưới ha mấy chị. Con này nhìn dễ thương quá ha, sang quá ha. Dưới 57, dưới 50kg thôi. Chốt con này cho em mã số 316, dưới 50kg mà 316. Siêu phẩm 50kg đến 57kg thoải mái. Con này 57kg thoải mái, size SML thoải mái luôn. 50kg đến dưới 57kg. Chốt con này cho em mã số 10. Chốt cho em mã số 10 nha. Con này 50kg đến dưới 55kg. Màu này có ai có chưa mấy chị? Màu này mặc đẹp lắm nè. Màu này nếu mấy chị khối đồ mặc đẹp lắm. Mã C100. 50kg đến dưới 55kg, mã C100. Con bẹt vai này có vẻ size to nè. Bẹt vai đẹp hết chưa? Rồi con bẹt vai này 50kg cho đến 57kg thoải mái nha. Con này nó về size ML mới chị mặc được luôn. Cái ngực nó đẹp lắm. Cái này ngực trên 90 thoải mái. Đây cái kiểu áo, ngực trên 90 thoải mái nha. Chốt con này cho em mã M46. M46. Siêu phẩm size S. Con này dưới 48kg thôi, cỡ chị Tiên Nguyễn nha, 46 48 46kg đến 48kg quay đầu thôi. Chốt siêu nhỏ cho em mã 20. Size siêu nhỏ mã 20 giùm em, size siêu nhỏ. Mấy con này em mê lắm nè mấy bà. Form dài vải lanh. Cái tay của nó là có dòng cung, dòng con này free size. Bao nhiêu ký cũng vừa hết, vải lanh nha.
Form này là form dài dấu quần vải lanh nha mấy chị. Màu trắng sáng, chốt cho em mã 81 free size á, 60 không mấy ký là thoải mái luôn. Còn mấy bà size S mấy bà vô unit giùm em mấy con đó. M46 chốt cho chị Trung Lê Nguyễn, ra phiếu cho coi. M46 chị Trung Lê Nguyễn. Là con này. 50 ký cho đến 55 ký. Là chốt cho em con này dưới 55 ký nha, mã số 542. Dưới 55 ký mã 542. Con này dưới 50 ký không mấy chị, dưới 50 ký, cái cổ đó lạ ghê chưa. Con này dưới 50 ký giùm em. Mã số 953. Dưới 50 ký mã 953 giùm em. Con này nè mấy chị, mua cho bé giùm em, dưới 35 ký nha. Áo sơ mi cho bé gái dưới 30 35 ký. Con này mới tinh luôn á, mã 949. Áo sơ mi bé gái mới tinh luôn mã 949. 81 của chị Hà. Cái này mấy chị, cái này 50 ký đến 55 ký mặc đẹp. Chốt cho em mã 229. Con này nhỏ nha mấy chị. Con này mấy chị ngực dưới 80 nha, ngực 80 82 quay đầu giùm em nha. Chốt cho em con này mã số 1. Mã số 1 ngực dưới 80 82 giùm em. Con nó dòng 2 dây á, với na ná dòng tắt cánh. Đây con này đẹp chưa? Trời ơi, con này cái vải của nó bao mát lạnh luôn, 50 55 kg. Con này mặc mới sang. Con này mặc mà mấy chị đóng thùng với quần tây mà quần theo phong cách tomboy á mấy chị, rất là đẹp. Chốt cho em mã 295. 50 55 kg theo phong cách tomboy đẹp, vải nó đẹp, vải nó vải độc lạ. Size S giùm em. Con này 47 kg quay đầu nè. 46 47 kg quay đầu size S. Chốt con này cho em mã 504. Chốt cho em Vi mã 504. Màu dạ quang nè. Con này thường nó hay là hàng hiệu của HM lắm. Nhưng mà cái này chắc không hiểu đâu ha. Rồi con này dưới 50 kg đi, màu dạ quang này dưới 50 kg, chốt cho em mã 228 mấy chị. 295 của chị Julie Lê. Mấy con nhỏ khỏi lên ha, lên mấy size to thôi. Tại mấy em thấy mấy cái của bé mấy chị chưa chốt, 504 của chị Hầu Hà. Hầu Hạ. Rồi lên mấy chị. Chị Hầu Hạ là đơn chị là 3 cái 100 rồi ha, set canh với cái đó đúng không? Rồi cái này mấy chị. Đầm á, cái này đầm á, 55 60 kg mấy chị, 55 60 kg nè. Tay ngắn ha, chốt cho em mã M44. Đầm 55 60 kg mã M44 giùm em. Con này 55 60 kg luôn, form nó dài á, mình mặc đóng thùng cũng được, mình mặc thả ra cũng được, giấu quần cũng được, mã 316. 55 60 kg mã 316 giùm em. Rồi con này đầm cho bé gái nha. À, dưới 20 kg. Bé gái đầm dưới 20 kg, nguyên một cái đầm lanh luôn dành cho bé gái 15 20 kg. Chốt cho em mã 479. Chốt cho em mã 479 giùm em. Con này thì 50 kg đến 56, 56 kg thoải mái, 56 57 kg thoải mái. Con này size L quay đầu á, 56 57 kg thoải mái nha, tay bồng nha mấy chị. Tay bồng màu đen nè. Chốt con này cho em mã số E48, size ML mã E48. 479 của chị Tiên Nguyễn. Màu em Uni Willow mấy chị, màu xanh. Con này 50 kg cho đến 55 kg nha, con Uni nè, đẹp chưa? Uni cổ trụ nha mấy chị, 50 kg đến dưới 55 kg hàng Uni Willow, chốt cho em mã B32 hàng Uni. Hồi nãy 479 em chốt chị Tiên Nguyễn rồi nha chị. Rồi, em có con sơ mi này đẹp nè, hàng này hàng hiệu, hàng này hàng hiệu nè. Em tại vì nó nhỏ quá nên mà em biết chị Tiên Nguyễn chắc là mặc vừa, chị Hào Hạ cũng có thể vừa. Con này mấy bà lấy đi hàng hiệu á. Size 94-175 hàng hiệu nè. Hàng hiệu nè, đó. Hàng Âu đàng hoàng. Sơ mi này rất là mềm, vải rất là ok luôn. Con này mấy chị mặc đơn giản thôi, được chưa? Vải nó giống vải dòng denim á mấy chị ha. Con này mấy bà size nhỏ nhỏ con á, mấy bà 46-47 kg á, đẹp lắm. Con này là chuẩn Âu em mới lên, chứ bình thường em không có size 46-47 kg. Em không có khách size 46-47 kg. Đây hàng Âu á, 46-47 kg à, nó nhỏ lắm nha mấy chị. Chốt cho em mở 298, mấy chị phải thực sự là mẫu dữ lắm á mới chốt được nha. À khoác nè, ồ có con khoác nè. Khoác này 50-55 kg thoải mái. Khoác này khoác lửng, đi nắng đơn giản đẹp nè. Khoác nè, 50-55 kg thoải mái khoác nha. Chốt cho em mở M23, khoác 50-55 kg khoác lửng. Mở M23. Khoác da rắn nè, khoác vôn. Khoác vôn da rắn nè, 50-55 kg. Cái khoác này quá điệu rồi mấy chị. Khoác vôn da rắn này nó quá điệu nè, 50-55 kg nè. Mã số E15. Nhân viên chị sẽ check và báo lại liền nha em. Mã E15.
Hai ơi, nhận nhận cọc báo em để em hủy sơ cua của chị nha. Em hủy phiếu sơ cua cho chị Tiên Tiên chốt thẳng đường 50-55kg giùm em. Con này ren lưới 100%, mấy chị phải mặc áo bra bên trong lót giùm em nha. Mã số 95. Con đó là lưới, mã 95 là lưới nha. Trời ơi, nó đẹp. Wow, 55-60kg siêu phẩm nè mấy chơi. Chốt cho em mã 206, 55-60kg siêu phẩm đó, mã 206. Rồi, con này 50-55kg phong lửng mà đơn giản mà đẹp nè. Con này 50-55kg phong lửng. Hơi bị dễ thương luôn. 50-55kg phong lửng sọc dọc ha. Chốt con này cho em mã 62. 206 của chị Sơn Tinh Dầu Dừa, 206 đẹp. Mã 62, 55kg quay đầu phong lửng nha mấy chị. Rồi chuẩn bị lên nè, đồ đẹp đó, đồ còn đẹp lắm mấy bạn, mấy bà coi hỏi là hết hồn luôn á. Tại nay em lên cho hết nguyên kiện, yên tâm. Mấy chị sẽ coi nguyên kiện luôn. Rồi con này vàng nè. Con này 50 vàng tay lỡ đủ nút nha, con này form nè. Con này mấy chị mặc đi biển nó đẹp. Con này cái vải nó hơi mỏng tại vì nó là chất xô mỏng nha, chất xô linen mỏng. Mấy bà mặc đi biển con này là bao chụp hình sống ảo luôn. 50 kg đến dưới 57 kg. Chốt cho em mã B10, 62 của chị Trung Lê. Đây, khoác lưới nè. Trời ơi, nó đẹp. Chị chờ khoác lưới nha. Chị khoác lưới đen 50kg đến dưới 55kg. Chốt con này cho em mã 239. Con này em thấy được lắm ấy. Được lắm ấy. Mới tin luôn, mã 239 mới tin. Rồi, size to 60kg đến dưới, đến trên 65kg thoải mái luôn. 60-65kg size LXL. Chốt cho em mã B38 nha. Size LXL nha mấy chị nha. Mã B38. Ôi wow, 50kg cho đến 53kg nè. Ui, con này form nó dài nữa chứ. Tay bồng, form dài, xẻ vai, quá trời đẹp. 50kg đến dưới 53kg. Chốt cho em mã B32 đó mấy chị. Siêu phẩm mã B32, B10 của chị Hà. Rồi con này nha, đẹp chưa. Rồi con này dưới 50kg giùm em, đóng thùng form dài. Còn vải con này giống như vải lụa vậy đó mấy chị. Chốt cho em mã B8, xe ép dưới 50kg, mã B8. Rồi, form lửng cánh dơi. Con này 50-55kg giùm em. Kiểu cổ nó đẹp quá nè mấy chị. 50-55kg giùm em. Mã số C70 luôn, B32 của chị Julie Lê. Mã C70 luôn, con đó giùm em nha. Rồi bẹt vai tay bồng, con này thêu nè. Con này đẹp lắm, con này hồi nãy tính thử trên canh đó. 50-55kg. Con này vải linen nha, thêu từng chi tiết hai mặt luôn á. 50-55kg nè, được chưa, cỡ em. Con này cỡ em đóng thùng với quần sọt đẹp, màu đen đẹp, đóng thùng màu đen mà đẹp mà mấy bà. Mã C4, con nó vừa thêu vừa tay bồng, mã C4. Rồi con này rất là sang đây. Con này 55-60kg thoải mái nha, hơi bị sang. Con này là chất thun lạnh nha. Chốt cho em mã 279, chất thun lạnh mã 279, 60kg mặc đẹp. Con này là trung niên mặc đẹp lắm. Trời, các cô mặc đẹp lắm các cô ơi. Rồi Lanit Caro em còn. Thôi ơi, size nó size 53kg luôn, 53-54kg luôn nè. Lanit Caro size 53-54kg luôn nè. C4 của chị Dung Hà. Sơ cua C4 cho chị Vân Trần. Chị Dung Hà cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn. Nhớ giùm em số điện thoại và địa chỉ luôn. Khách mà ở khu khách mà em thấy mà em nhìn cái địa chỉ là có gì, nếu mà địa chỉ là chị phải cọc cho em, được chưa? Tại thời buổi dịch giả là phải cọc mới đi đơn. Trời, con này bị lỗi nè, tiếc ha. Con này em tặng nè mấy chị. Con này bị lỗi ngay vạt vái ở chỗ này nè, được chưa? Đấy, bị lỗi nè, chắc bị dướng cái móc hay vậy. 50-55kg được nha, mã tặng 50-55kg bị dướng cái móc ở chỗ này, mấy bà đóng thùng là không có thấy gì hết. Nói chung đồ lỗi là mặc ăn gian một chút. Đóng thùng lại, hoặc là nếu mà chị nào mà có đầu tư nữa đó. Đó, mua ra chợ đó, mua cái hình hoa hồng á về ủi dán lên là thành nguyên một cái bông ngay đây. Tặng chốt cho chế Hương Lê, được chưa? Rồi 50-55kg tặng cho chị Hương Lê. Con đó tặng là con đó đó, Caro đó nha em. Chị ơi, chị Dung Hà ơi, vẫn chưa có số điện thoại địa chỉ, em không bán đâu chị. Bên em là phải có thông tin em mới bán. Đầy đủ số điện thoại và địa chỉ. Rồi, đây, đẹp chưa? 50kg cho đến 58kg. Con này 50kg đến 58kg nè. Chốt cho em mã A14. A14. Biết không? Biết chị nói gì không? Ước. Không thấy hả? Không cảm nhận được hả mà gấp lại.
Dạ em có chốt C4 cho mình đó chị Dung Hà. Số điện thoại và địa chỉ lên giùm em. Số điện thoại và địa chỉ. Con này 50kg cho đến 55kg 35.000. Chốt cho em mã số 19. 50-55kg mã số 19. Có chốt con C4 cho mình chị Dung Hà. Rồi size S nè mấy chị. Size S nè. Size S nha. Dưới 50kg size S nha. Chốt cho em mã B55. B55. Rồi lên địa chỉ nữa chị. Địa chỉ nữa. Rồi con này đầm cho bé gái dưới 30kg nha. Đầm này đầm con gái dưới 30kg đẹp nè mấy bà. Con này đầm đẹp nè. Vải rất là mát. Chốt con này cho em mã số 47. 47. Trời ơi má ơi đẹp quá. Chị thấy cái cọc này nó hơi ẩm ẩm nè. Tại hôm qua mưa đồ, mấy cái nào ẩm ẩm đừng có mà xếp vô. Nó thúi á. Làm hàng để ý một chút. Rờ cái tay để ý một tí. 47 của chị Phan Kim Quyền. Cái đầm bé đó quá dễ thương luôn rồi đó. Rồi con này 50kg cho đến 55kg mấy chị. Quá đẹp. 50kg cho đến 55kg quá đẹp. Chốt cho em con này mã số B79. 50kg đến 55kg mã B79 nè. Đây 47 nè. B79 nha. Cổ cao, dòng cổ cao B79 ok cực kỳ luôn. Rồi Tiên Quang. Rồi bây giờ nghe em nói nè. Chị ở vùng miền Bắc. Em nhận cọc 50.000 đi đơn. Chị có đồng ý cọc hay không? Ok hay không? Ok trên like luôn để em biết em tính. Sau like đừng có hẹn. Được chưa? Chị Dung Hà. Có nghĩa là mình đồng ý cọc 50.000 thì mình ghi trực tiếp trên like giùm em. Sau like em nhận cọc ngay lập tức. Tại vì 5 giờ chiều là bên em đi hàng. Sau like mà tới 5 giờ chiều không có đi, không có cọc thì bên em sẽ không đi hàng. Đấy, em nói để mình hiểu rõ cái phong cách mua bán bên em. Nhanh gọn lẹ. Như hôm qua cũng có chị Quảng Ninh đó. Hứa chuyển khoản hết đó. Đợi 2 ngày không thèm trả lời luôn. Mà nói trên like để được em bán cho. Em nói chung là em không có nói nhưng mà thường một con sâu làm sầu nồi canh đó mấy chị ha. Rồi chị Dung Hà, mình đã đồng ý cọc thì sau like mình bắt buộc cọc cho em. Hai ơi nhắn số tài khoản cho chị Dung Hà liền. Bên em sẽ có nhân viên nhắn số tài khoản cho chị liền nha. Rồi ok mình chọn tiếp giùm em. Hôm nay chỉ có 35.000 thôi chị Dung Hà ơi. Con này 50kg cho đến 55kg. 50kg cho đến 55kg. Được chưa? Chốt cho em mã 299. Nói chung mình nói cái gì thì mình chắc cú như vậy giùm em. Tại vì bên em bán hàng, em bán nói có một lời một mà mấy chị. Chín của chị Trang Trần. Chị check inbox đi, bên em có nhắn số tài khoản của cho mình rồi đó. Rồi, con này đầm á. Đầm. Đèn sau lưng nè, đèn trước nè. 50kg cho đến 55kg giùm em. Mã 164. Mã 164, 50-55kg mã 164. Ôi đẹp pha xe S màu vàng nữa nè. Chị nào thiếu màu vàng đó. Bà nào trời năm nay màu vàng lên ngôi bà ơi. Đây con này nha. Rồi con này nhỏ rồi bà ha. Con này 40kg quay đầu thôi, mua cho bé gái được. 35-40kg quay đầu mua cho bé gái được. Mã C78. 164 của Khánh Thi. C78 mới tình, mua cho con gái được. Và con này dưới 46kg size S, hình con bướm bướm sau lưng. Dưới 46kg, chốt cho em mã 192. Dưới 46kg mã 192. C78 của chị Nguyễn Phan Kim Quyền. Con này vải lanh hoa hồng. Con này quả tiết của nó bông hồng nha mấy chị. Vải lanh nha. 50-55kg giùm em. 50-55kg giùm em. Mã số 255. Mã 255. Cái màu 64 là Khánh Thi chốt rồi chị Hà ơi. Mã 255 con này 50-55kg. Con đó vải lanh nha mấy chị. Mã 255. Ôi ôi đẹp chưa mấy bà. Con này vải dệt á. Con này nó mới dệt. Nó dệt nó mới ra được cái quả tiết này á. 50-55kg luôn hàng dệt. 50-55kg luôn. Chốt cho em mã M8. Em nhận cọc 50.000 chị Tiên Tiên. Cái phiếu sơ cua đâu? Phiếu sơ cua của Tiên Tiên ra chị hủy cho khách. Không em uy tín. Tôi nhận cọc và tôi hủy sơ cua và liền bà Tiên Tiên. Nhớ nha. Đây. Em hủy phiếu sơ cua của chị Tiên Tiên. Tức là đơn chị Tiên Tiên thẳng đường ha. Được chưa? Đã nhận cọc chị Tiên Tiên. Khách đàng hoàng nè. 9, 3, 8. Rồi chị Tiên Tiên mình chốt thoải mái luôn. Được chưa? Có cọc là mình chốt thoải mái. Rồi đã hủy.
Ok. Rồi được chưa? Giữ lời cho em nhận cọc là hủy phiếu sơ cua. Mình chốt thoải mái, bên em sẽ không có một cái gì gọi là hết. Nói chung mình cọc rồi là mình giống như mình khách quen nói với em vậy đó, được chưa? 50 kg quay đầu size S con này. 50 kg quay đầu, chốt cho em mã 936. 50 kg quay đầu mã 936. Con này mong tôi ghi nha mấy bà. Con này 50 kg đến 53 kg dòng body nha. Con này body giùm em, 50 53 kg body. Chốt cho em mã 56. Chốt cho em mã 56. Rồi. 50 kg cho đến 55 kg. Trời ơi con này đẹp quá. Con này mấy chị mặc như vậy nè. Nó có bo phần dưới mấy bà, để nó bo tự nhiên không cần đóng thùng. Thả xuống. 50 kg cho đến 55 kg. Chốt cho em mã C60. C60 nè. C60 giùm em nha. Rồi. Con này size S luôn mấy chị, 50 kg cho đến dưới 52 kg thôi. Con chấm bi này size S dưới 52 kg. Chốt con này cho em mã 570. Chốt cho em mã 570. Con này dưới 55 kg màu trắng nè, dưới 55 kg giùm em nha. Chốt cho em mã M25. Dưới 55 kg mã M25. Dưới 60 kg con này quả tiết form dài. Con này form dài nha mấy chị. Dưới 60 kg. Chốt con này cho em mã 565. Dưới 60 kg mã 565. Rồi con này được ghê không. Con này là dòng von giấy á. Dòng von giấy mỏng mỏng giống con nãy á. Con nãy có con form dài đó. 55 kg đến 58 kg con này. Form cánh dơi, chốt cho em mã 195. Bẹt vai tay loe, xinh nè, con này xinh nè mấy bà. 52 kg quay đầu nha mấy bà. 52-53 kg quay đầu. Dễ thương không? 52-53 kg quay đầu dễ thương không? Chốt cho em mã 520. Canh mặt 50-55 kg chị. Bẹt vai 195 là chị hé dáng chị Hà. Canh mặt 50-55 kg bẹt vai như vậy nè mấy chế. Màu hồng nâu đẹp lắm. Tay rời á, cái tay nó như vậy nè. Canh mặt chị chốt cho em mã 271. Canh mặt chị chốt cho em mã 271. Em chốt luôn cho mình. Bấm 271 em chốt luôn. Là chỉ có cái áo thôi, cái quần có khách lấy rồi. 520 của bồ hơn. Rồi con này dưới 60 kg nè. Các chị sang nè. Dưới 60 kg mặt đẹp nha. Chốt con này cho em mã 306. Chốt cho em mã 306. 271 chị Bảo Vy. Chị Bảo Vy lấy 271 rồi chứ ơi. Để em thử con khác đi chứ. Chị Bảo Vy lấy 271 nè. Chị Bảo Vy chắc lúc đó đắt đúng không. 271 Bảo Vy 50-55 kg. Ôi má ơi, cái đầm bé nào mấy chị lấy liền. Wow wow. 20 kg quay đầu, 20-25 kg quay đầu. Mã số 267. Ôi má ơi, đẹp quá mấy chị. Bé gái nha, đẹp quá bé gái nè. Trời ơi má ơi, yếm. Trời ơi, yếm chất xô nhúng. Con này quá đẹp. 50 kg cho đến 52 kg ha. 52-53 kg con này yếm được. Chốt cho em mã M79 yếm. M79 yếm nè. Rồi, con này sẽ vai. Sẽ vai sẽ ép. Con này dưới hông, con này dưới 52 kg cũng được. Con này ngực nó rộng lắm. Con này ngực 90 được luôn. Dưới 52 kg sẽ vai. Chốt cho em mã 248. Dưới 52 kg sẽ vai mã 248. M79 của chị Hà. M79 cái yếm nè, yếm chốt cho chị Hà nè. Yếm chốt cho chị Hà. Ai bẹt vai tiếp tục. 50-57 kg. Bẹt vai này 50-57 kg thoải mái. Con này co giãn. Chốt bẹt vai cho em mã số 068. 248 tiên tiên. 248 chứ không phải 218 chị Minh Yến ơi. 248. Ôi cái đầm bé này quá đẹp nói chị nha. Cái đầm bé này cái vải của nó giống như vải xốp á, vải đi tiệc á. Rồi 068 con này. Được chưa? Bẹt vai. Bẹt vai size ML 068. Rồi con này vải lanh nè, tôn lanh nè. Con này bị lỗi gì vậy ta? À bị lỗi chỉ. Con này tặng nè mấy chị. 50-55 kg chốt mã sọc tặng. Lỗi chỉ nha. 50-55 kg sọc tặng. Em báo lỗi rồi mà em tặng rồi, mấy chị đừng báo lỗi em nha. Toàn bộ cái livestream mà đơn hàng các chị MV đều lưu lại hết. Nên là cái nào mà lỗi thì mấy chị tự ghi nhớ. Chứ mấy chị nhận về cái xong mấy chị lại quên, mấy chị là báo lỗi em đúng cái lỗi em đã báo trên live và tặng cho các chị. Thì bên em sẽ nhân viên bên em sẽ nhắc lại. Tại vì đơn hàng bên em lưu lại từng cái. Rồi lên mấy chị. Nói mấy chị chốt hàng á. Ví dụ đơn mình có bao nhiêu cái mình tự mình nhớ. Được chưa? Khi nào có xảy ra vấn đề thì bên em mới lục lại. Bên em mới lục lại những gì thôi. Chị Mộc Cầm ơi, hôm nay mình có đơn cho chị mình chốt sọc tặng chị. Rồi mình chốt sọc tặng là mình phải có đơn, bên em mới đi đơn nha. Bây giờ em chốt sọc tặng cho chị Mộng Cầm. Bắt buộc hôm nay em phải bán hàng và đi đơn cho chị. Nếu không đi đơn được thì bên em sẽ hủy luôn cái hàng đó nha chị. Rồi
Để chút xíu nữa con có thêm hàng tặng nha cô Mỹ Liên Hồ ơi. Rồi cái này 50 ký đến 57 ký giùm em, tức là bắt buộc hôm nay mình phải có đơn của anh em đi đơn đàng hoàng. Chốt cho em mã 503 con này. 50 ký cho đến 57 ký mã 503. Rồi em mặc cái này lên cho canh này. Mấy cái dòng bạc vai này mùa hè nó hot lắm các bạn. Em đang like nè, em đang quăng móc xuống nè. Toàn bộ sơ mi em hạ móc hết mà. Thì em hạ đi rồi có em, nếu mà em hạ là có 400 móc ra đó. 503 chốt cho ngoại. Chút xíu là có móc à. Rồi đầm free size. Đầm nè, free size nha. Cái đầm này là đầm tôm lanh, quả tiết quá đẹp nè. Mấy chị nhìn kỹ quả tiết. Con này đẹp quá nè, trời cô Xuyên Đặng ơi. Nói chớ chốt đi. Mã M82. Mã M82. Dạ còn hay không còn, nhân viên em nó báo chị mà. Mã M82. 60-65kg mã M82. Rồi con này buộc dây phía sau, gửi dây ra mấy chị thoải mái lắm. 50-52kg buộc dây ra thoải mái lắm. Mã số 78. M82 đầm quả tiết của chị Hà. Con đó đầm đầm đẹp luôn á, chứ không phải đầm thường đâu. Con đó đầm rất là đẹp, vải đẹp. Đẹp từ form tới vải. Mà em form dài nè, 55-60kg form dài nha. Con này mặc form giấu quần, form dài giấu quần rất đẹp. Mã số 510. Form dài giấu quần mã 510 giùm em. Dòng caro lenet giấu quần. Dòng caro giấu quần. Con này 50kg đến 53kg mặc đẹp. Quá đẹp luôn, phía sau của nó nè, cánh dán sẻ sẻ. 50kg đến dưới 53kg. Chốt cho em mã số C55. Chốt cho em mã C55 nha. 50kg đến dưới 53kg mã C55. Con này 50kg cho đến dưới 55kg giùm em. Đây con này nó có bo ở dưới tự nhiên. Cái form caro này dễ thương nè. 50kg đến dưới 55kg. Chốt cho em vi mã 105. Chốt cho em vi mã 105 nha. Caro mấy chị, con này 50kg đến dưới 52kg thoải mái. Con này size M nhỏ. Dưới 52kg chốt cho em mã số 47 đi. Dưới 52kg mã số 47. Sọc size XL. Con này là dưới 60kg nha. Trời con này đẹp lắm mấy chị nhìn kỹ. Con này nó có tổng cộng rất là nhiều nút. Hai nút ở giữa em nói ha, hai bên có hai nút chạy từ nách chạy xuống. Trời con này đẹp. Hai bên đều nút hết. Con này không giấu quần. Mặt giấu mặt form dài để giấu quần giùm em. Tay nè, tay sắn lên không sắn lên cũng được tại cái tay nó đẹp rồi. Dưới 60kg nha, con này mặc rất là bụi. Chốt cho em mã 287. Con này mặc bụi lắm á. Con này cái kiểu nó rất là đẹp luôn á. Kiểu nó đẹp lắm. 287 ok nha, phong cách freestyle. 287 là freestyle đó. Bây giờ chị coi cái đó của chị trên 3 ngày chưa? Nếu trên 3 ngày là em đã hủy rồi, tại vì em không có giữ đơn khách trên 3 ngày nữa. Được chưa? Em nói thì chị tự nhớ coi là đơn của mình 3 ngày chưa? Bên em bây giờ hủy chắc bên em cũng không báo á. Ai mít lòng thôi, chứ báo hoài thấy giống đòi nợ quá má ơi. Ai mít lòng em chịu nha. Nó chịu mua chỗ khác đi, nó giữ cho mấy chị. Bây giờ mình mặc định là 3 ngày là mặc định là hủy rồi đó. Em báo bà chị em là 3 ngày là hủy, không cần nói nhiều luôn. Mấy chị bận em chịu. Mấy chị bận thì coi như em với mấy chị không có mua bán được. Nên là chị bây giờ không biết nữa. Giờ chị hỏi bà, chị hỏi nhân viên em đi, chị inbox và hỏi nhân viên em đi. Nếu mà còn giữ thì chị chốt tiếp, còn không còn giữ thì tùy nha. Chứ bây giờ mấy chị cứ đặt cho em, áp đặt cho em cái vấn đề là, cái vấn đề là còn giữ mới chốt tiếp, còn không còn giữ là không chốt tiếp. Giờ mấy chị có nhớ mặt, quan trọng mấy bà có nhớ được một cái đó, mấy bà giữ bao lâu chưa? Thì thường đương nhiên khách người ta mắc gì người ta phải nhớ. Mình là bán hàng phải đầu lị người ta. Nhưng bây giờ em không đầu lị nữa đâu. 3 ngày là em hủy, 3 ngày là em bán lại cho người ta, chứ em không có giữ. Nên là chị tự nhớ coi, chị Quỳnh Quỳnh chị tự nhớ coi là cái áo của chị được 3 ngày chưa hay là 10 ngày rồi ha. Rồi tự nhớ đi ha. 40-45kg mặt đẹp mã số 524 đi. 40-45kg mặt đẹp em nói bà chị em rồi đó. Đơn 3 ngày khách tự hủy, khỏi nói nhiều với khách, nhắn hủy luôn, chấp nhận mất người khách đó luôn. Xong rồi mình lọc khách mình làm lại tiếp, mình làm lại những gì mình đã mất. Tức là bây giờ em lọc khách nè mấy chị nè. 50kg đến 60kg con này.
mã số 249. Được chưa? 524 của chị Mộc cầm. Vậy đi cho nó rõ ràng. Thà mất lòng trước được lòng sau. 50 55 kg, mã 520, mất lòng trước được lòng sau nha. Em bây giờ rõ ràng rồi đó. 3 ngày là tự động đơn mấy chị hủy bán lại, không có đợi. Thôi. 50 55 kg, cái này có vàng nút sau với bà mặt sắt cánh giùm em. 50 55 kg vàng nút sau mà sắt cánh giùm em. Mã B33. Mã B33 nha. Đó. Thôi em nói thiệt chị, em hỏi em nói thẳng luôn, chị đừng buồn, mấy chị buồn em chịu. Chứ bây giờ đơn mà 3 ngày bên em báo đơn cho các chị là mình có vậy đó. Quỳnh Quỳnh lâu lắm rồi không lần nào chốt đủ đơn cả, đã xả 3 lần. Bó tay. Quỳnh Quỳnh ngày xưa mua của em được lắm mà sao. Em nói chị nghe nè, nếu mấy chị đàng hoàng, nếu mấy chị thực tế mấy chị thích cái đồ đó, hoặc là mấy chị chốt cho vui em không biết. Nếu mấy bà thích mấy bà chuyển khoản cho tôi. Giờ mấy chị chuyển khoản cho em 100-200 đi, là em cầm tiền trong tay để em lấy cái hàng mới, em có tiền nhập hàng mới về. Chứ có đâu mà có một cái, một, hai cái bắt em giữ hoài mà tiền không có. Trời ơi. Mà mấy chị ủng hộ em cảm ơn. Chứ mấy chị giữ hàng của em là không có tiền, không có tiền nhập hàng mới đâu. 55-60kg con sắt cánh này, 60kg mặt đẹp, chốt cho em ở M89 đi. Mở M89. 524 coi lại anh chị chất gì. 524 khách chốt á, khách chốt rồi. Dạ xô mềm chị, xô như bình thường, con đó là size nhỏ nha, XS nha. Dạ đúng, em biết mấy chị không rảnh, nhưng mà mấy chị cứ hiểu vấn đề này. Khi mấy chị không rảnh hoặc mấy chị có vấn đề về cá nhân của các chị thì cái số tiền đó là MV phải chịu cho các chị. Ví dụ như chị Lan Nguyễn hoặc là chị Quỳnh Quỳnh đi, mình chốt 50.000 đi. Bây giờ mình giữ nó 10 ngày, có nghĩa là em phải bỏ ra 50.000 để giữ hàng cho các chị, trong khi đó em thiếu 50.000 để em lấy hàng khác. Đó, mấy chị hiểu cái vấn đề chưa? Có nghĩa là mấy chị có việc bận, ok. Khi mà em thông cảm cho mấy chị, có nghĩa là em chịu thiệt thòi cái số tiền đó cho mấy chị. Thì mấy chị chịu nghĩ là một người thì em chịu một thiệt thòi một 50.000. Bây giờ 10 người, 20 người như vậy thì em chịu thiệt thòi 1 triệu. Mấy chị hiểu vấn đề chưa? Có nghĩa là bây giờ mấy chị thương em, muốn giữ hàng, chưa muốn đi hàng. Mấy chị bận cá nhân của các chị cái gì đó, công tác hay gì đó. Ok, ai cũng có việc cá nhân mà, nhưng mà bây giờ tiền trước cho em đi. 50.000 trước cho em, 100.000 trước cho em đi. Hoặc là giống như bố hơn hôm qua nó chịu cho em 1 triệu đó. Nó nói là em có thể bị cách ly bất cứ lúc nào. Chị Vi ơi, nên em chuyển trước cho chị 1 triệu, em chốt đơn chị cứ để đó. Ôi, sòng phẳng với nhau như vậy có phải dễ chịu không? Ấy, em là sống sòng phẳng với nhau như vậy đó, rất là dễ chịu. Còn đơn của con bé bố hơn nó chuyển cho em 1 triệu, em giữ đơn của nó mà em gói kỹ càng luôn á. Em để không có miếng bụi vô đồ luôn á mấy chị. Đó là bởi vậy gọi là có qua có lại mới tại lòng nhau là như vậy đó. Được chưa? Em nói hoài ngày like nào em cũng nói hết trơn á. Like nào em cũng tỉ tê với mấy chị để mấy chị hiểu em hết trơn á. Mà cái kết quả là em cũng xả hàng ở bà hoài à. 50-55kg mã 45, ai cũng kêu Vi ơi thông cảm. Vi ơi chị bận thiệt. Vi ơi gia đình chị thế này thế kia. Đôi khi Vi nằm suy nghĩ là tất cả mọi cái vấn đề của mấy bà là đổ đầu lên Vi hết. Đúng không? Các bà suy nghĩ ơi. Tất cả vấn đề của mấy bà là đổ đầu lên em hết. Cũng như không? Ai, 50-55kg. Ôi con này họa tiết đẹp quá. Em là bán mỗi ngày, like mỗi ngày. Mấy chị nhìn em nè, con ông chăm chỉ làm việc nè. Vậy mà mấy bà cứ đổ đầu hết các lý do, mấy bà cứ đổ đầu lên Vi hết thì làm sao Vi chịu nổi. Một người, hai người còn có thể chịu. Bây giờ cả 100 người khách như vậy thì em cũng phải sống chứ mấy bà. Mã M11, 50-55kg. Mã M11, em là còn nói nhẹ nhàng, còn nói tâm sự theo kiểu là bạn bè chị em. Còn mấy shop khác làm gì có chuyện này. Nó âm thầm lặng lẽ nó chặn mấy bà luôn, chứ ở đó nó chịu mấy bà. M11 chị Kim Quyền. Còn mấy bà, giờ mấy bà ủng hộ tôi cảm ơn mấy bà không hết nữa. Thì tôi phải tâm sự cho mấy bà hiểu những gì tôi nghĩ nữa. Có chốt B33 cho chị không? M11 nãy của chị Phan Kim Quyền rồi nha. Để em chúc B33, em không thấy bình luận của chị Kiều Thúy chế ơi. Trời em thấy rồi, B33 chế Kiều Thúy nè. Vậy là, em chốt rồi. Chị Kiều Thúy chốt một cái B33 em chốt rồi. B33 đó chị chốt rồi nha, chị in hai lần. 50-55kg giùm em nè. Đấy, giờ chị Quỳnh Quỳnh nè. Chốt cho em mã 46, em xả hàng của chị Quỳnh Quỳnh 3 lần đấy. Bây giờ chị Quỳnh Quỳnh vẫn chưa hỏi em một câu là còn giữ hàng của chị hay không. Có nghĩa là mấy chị như một thói quen. Mấy chị là như một thói quen luôn rồi. Đây, đấy, em nói rồi, em nói xong là em chấp nhận mất bà Quỳnh Quỳnh luôn á. Thôi đây mấy chị, đây đầm nè, 50-55kg mặt đẹp. Chốt cho em ở 167, nhưng mà chị Quỳnh Quỳnh sẽ dẫn em thời gian đó đi mua hàng chỗ khác mà kiểu gì cũng quay lại em chẳng coi.
Tại vì bà mua hàng em bà sướng quá mà. Mới đẹp rẻ. Chị mua chỗ khác khó tìm được cái shop nào như em lắm nha. Trời ơi, tự tin luôn, tự tin mà. Còn không á, em nói thiệt mà, chị Quỳnh Quỳnh cứ đi mua chỗ khác không sao hết. Mà chị sẽ có sự so sánh khi mà nhận hàng liền. Giữa hai shop bà có so sánh liền. 167 chị Kiều Thúy. Em là cạnh tranh kinh khủng nha, trên thị trường em cạnh tranh dữ lắm nha. Lấy cho chị miếng nước. Rồi con này 50kg cho đến 58kg mấy chị. 50kg cho đến 58kg. Chốt con này cho em ở M26. M26 nên là em nói rồi, mấy chị đừng buồn em. Đơn 3 ngày là em kêu bà chị em hủy hết. Dù khách đó có ủng hộ 100 triệu một tháng đi chăng nữa, 3 ngày vẫn hủy. Cho mấy chị quen đi. Cho mấy chị quen cái cách làm việc đó đi rồi mình tính tiếp. Tức là thời gian đầu là lọc khách đó, ai không chịu là đi đó. Bình thường quen đi mấy bà, quen đi mấy bà, đừng có giữ đơn nhà em quá 3 ngày nữa là được. Nói chung là vẫn nghĩ hoài di quý là cho giữ đơn đúng không? Mà 3 ngày thôi. 50kg đến 60kg mặt đẹp. Chốt cho em mã số 273. Có một số khách doanh thu 1 tháng 100 triệu bên shop em đó. Là biết cỡ nào à, biết cỡ nào. Nhưng mà cứ theo quy tắc mà làm. M26 chị Mộc Trà. Con này 273 nè. M26 quả tiết lấy cho chế Mộc Trà. Cái nhỏ không lên nè, lên mấy cái size rộng rộng cho mấy chị nè. Em phải thẳng tay đợt này, thẳng tay chứ em không có nhân nhượng nữa. 50kg cho đến 60kg size to. 50kg cho đến 60kg size to. Đây. Rồi chốt con này cho em mã số 490. Cái con này là quả tiết nó theo trên nền vải nha các chị. Mã 490 quả tiết nó theo trên nền vải. Em xin lỗi nãy giờ nhiều chị mà kiểu như chưa bao giờ như vậy mà phải nghe em nói nha mấy chị. Rồi em sẽ bán hàng nha. Còn mấy chị mà có như vậy rồi mấy chị nghe mấy chị hiểu giùm em. 50kg cho đến 55kg giùm em. Con này cái kiểu nó như vậy nè. 50kg cho đến dưới 50kg giùm em nha. Chốt con này cho em mã 536. Mã 536 nha. Mã 536. Mã 536. Thì em nói giữ đơn rồi đó chị, giữ đơn 3 ngày. Được chưa? 3 ngày. Rồi con này 50kg cho đến 58kg, em có giữ đơn cho mấy chị 3 ngày mà. 50kg cho đến 58kg giùm em nha. Chốt con này cho em mã số M83. Rồi cô Vũ Giao được cũng còn theo dõi con hả cô? Cô hứa là cô phải còn vẫn còn theo dõi con ha. Dạ cô cứ xem nha cô nha. Con không có chặn cô mà, con chưa chặn cô mà. 50-55kg. 50-55kg nè. Chốt cho em mã số 468. Con nói nhân viên con là đừng có chặn cô, để cho cô coi like bình thường. Ai lên. 50kg cho đến 55kg. Con này form nó dài nó đầm như vậy nè. Đó hôm bữa cô nói con là không có hiền đó. Thì đó giờ con cho cô thấy là con không có hiền đó. Chốt cho em mã số B18. B18. Con này 50-55kg nha mấy bà. Form của nó nè. 468 chứ chị chế Kiều Thúy. Chị Kiều Thúy coi like rõ không chế. 468 chị Kiều Thúy. Dạ ok chị. 524 xả cho chị Mộc Cầm. Con nó nhỏ xíu luôn, con nó là size XS luôn. Em có nói là 45-46kg thôi. Đã xả. 524 chị Mộc Cầm. 50kg cho đến 60kg con này mấy chị. Chốt con này cho em mã 448 nha. Đây chị, đúng không ạ? Con này có 45-46kg là size của nó là dòng XS luôn. Con này XS luôn, mã 524 đó. Đúng không? Xả đúng con đó nha. Rồi con này mua cho bé giùm em nè. 40kg quay đầu mặt đẹp. Rõ nhưng vẫn không thấy comment của ai hết. Em không biết là cái tình trạng này nó kéo dài được bao lâu á. Cái việc không thấy comment của người khác em cũng không biết nữa. Nói chung là cái này là do mình không có xen vô được à. Mình phải chịu trận, không biết tới bao lâu thôi. Cái này 45-46kg nhỏ xíu nè. Chốt cho em ở B98. B98. Bây giờ các bạn hàng của em là nó chuyển khoản hết rồi đó. Nó chơi trò chuyển khoản nó mới bán đó.
mấy chị, bây giờ mấy chị là bây giờ tại vì khi mà tất cả những người bán hàng ta đồng lòng lại là các chị phải chịu thôi. Bây giờ là một số bạn hàng của em buôn bán trong năm nhiều nghề mà kiểu như bây giờ người ta tự tin về hàng của ta, nói chung là người ta giống em á, chuyển khoản hết rồi đó, để cái bảng nè, chuyển khoản mới đi hàng trong nghề của em đó. Thôi em nói trước mấy chị thử dạo một vòng chợ Si coi, 50 55 kg bây giờ nó bắt chuyển khoản 100% đó, nó rủi ro kinh khủng cho mấy bà luôn. Mã 535 con này, mã 535 con này giùm em, rủi ro lắm. Rồi con này nha, 50 55 kg, chuyển khoản trước rồi lỡ nó gửi hàng không đúng nữa mất công. Còn em là kêu cọc thôi đó mà gì đó, chốt con này cho em mã 08, 50 55 kg, hoa mã 08. Bây giờ các người bán hàng họ đã tự biết bảo vệ cho họ rồi, họ không có để bơm hàng, không có để găm hàng, không có để gì hết, họ cọc hoặc là họ chuyển khoản hết số tiền hàng, không có để cho khách dắt mũi nữa rồi đó. Nên là mấy chị đi dạo một vòng chợ Si là bắt buộc chuyển khoản khi mua hàng đó. Rồi một em đề niêm hồng, họ nói với em là họ chấp nhận, họ ít khách mà, nhưng mà khách của họ là họ chất lượng, họ chấp họ nhận vậy luôn á, lọc khách. Đề niêm mấy chị đó, đề niêm màu hồng, chốt con này cho em mã B 50, đề niêm ở bên 50. Trời, cái bản không xem hàng chị còn không làm nữa. Nói chung là chưa đến đưa đến cái bước bản đường cùng, chưa đến bước đường cùng, nhưng mà khách mà đụng vô là chết. B 50, ý là mình bây giờ ví dụ như em không bán đầm đi, cái chị thấy cái bà kia bán đầm đẹp quá, bà kêu chị chuyển khoản, bây giờ lần đầu tiên mua hàng sao chị dám chuyển khoản, hiểu không? Chị kêu thấy ví dụ như chị mua hàng bên em quen rồi chị chuyển khoản em để em nói, còn ví dụ như mua lần đầu á cũng bắt chuyển khoản mà, mua lần đầu cũng bắt chuyển khoản. Năm mươi lăm ký cho đến 60 ký, nói chung buôn bán mà chán lắm. Mã số 22, nhiều lúc thầm nghĩ nghĩ này mình bán gì để thì mình làm gì chứ, nhiều lúc tăng xong luôn á. Mã 22 size 60 ký chị, nguyên con này hàng của Nhật, nút zin con này, nút rất đẹp này. Con này nút zin nè mấy chị, cái nút của nó khá là đẹp, con này hàng của Nhật, lọt một cái tâm bây giờ. Mã số 22, dạ làm theo nguyên tắc thử một lần được thì mua tiếp. Trời ơi bà gan vậy. Thì có nhiều người ta không quan tâm nên là người ta sẽ nghĩ đơn giản như là chị Kiều Thúy, nhưng mà đâu có phải ai cũng nghĩ như mình đâu chế, nó lỗi, đâu phải ai cũng nghĩ như chế được. Em muốn bán vậy, ví dụ em nghĩ là như vậy, nó phải như vậy 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 nó mới gọi là văn minh, nhưng mà em gặp 10 người thì cái sự văn minh, cái nền văn minh của 10 người nó khác, nó khác, cái quan niệm của 10 người nó khác đúng 10 cái quan điểm luôn. Nên là mình ít khi nào mình phải áp cái sự quan niệm của mình vô người ta lắm, khó lắm mấy chị. Rồi cái này 50 kg quay đầu mặt đẹp, chốt cho em mã số 322 đi, mã 322 đi. Ví dụ như có một số chị, ví dụ như em giao hàng tới đúng không, mình thử đồ, mình mở ra mình thử, mình không vừa mình cũng không trả ship, thì chị đó mới giải thích là như vậy nè, chị có mua được đồ đâu mà chị phải gửi tiền ship cho người ta, như vậy chị lỗ thì sao đó ha. Người ta nói chuyện nó rất đàng hoàng chứ người ta không có cúp máy em, người ta không có bơm hàng, nhưng mà người ta lý luận như vậy, người ta nói là chị không mua được hàng vậy tại sao chị phải lỗ tiền ship đó, trong khi đó chị đâu có mua cái nào của em đâu. À trời ơi nghèo lắm, mình sẽ gặp rất là nhiều cái quan điểm nó lạ đời lắm. Con này là vải, giống vải nhung nha mấy chị nè, cái mặt trái của nó khá đẹp, không dở cái vạt lên cho mấy bà thấy nha, 55 kg đến 58 kg nè, dở cái vạt lên mấy chị sẽ thấy con này vải nhung, 55-58 kg size ML. Chốt con này cho em mã 089 đi, mã 089, 55-58 kg mã 089 đi. Size này nhỏ quá, mấy con nhỏ quá em bỏ qua hết á, tại vì chưa có khách size nhỏ. Con này tay ngắn sập, con này 50 kg cho đến 55 kg thoải mái, con này là size SM dòng đơn giản nha, 50-55 kg thoải mái, size SM hàng đơn giản nha. Chốt che mã C 80, cái sau cái em cũng sợ thử quá, tại vì
thử mấy chị không vừa cái xong mấy chị thế này thế kia đó, cái em mới chơi cái chiêu là em gói hai bao đó, tôi gói hai bao, bao đen bên ngoài bao trắng bên trong. Bây giờ có một số khách người ta chỉ muốn kiểm hàng coi là người ta không bị lừa đảo á, cái rồi em mới mở bao đen ra coi bao trong bên ngoài, thông qua cái bao trong là mấy chị có thể thấy hết hàng. Mà ai ngờ đâu mấy bà mới nói vậy nè, đúng hàng là một lẻ, nhưng mà bây giờ chị mua chị mặc không được thì tội gì phải bỏ tiền chị mua cái áo đó. Thấy có lý không, thấy có lý không? Nên là em bắt buộc phải cho chị thử từng cái, 10 cái là chị phải thử 10 lần chị mới chịu. Chứ bây giờ chị bỏ tiền ra chị mua mà em mặc không được thì mua làm cái gì? Cái giọng này là giọng của mấy trời, không ha, nói mất công phân biệt dùng miền đó, là em nói thiệt, em gặp nhiều lắm, em gặp nhiều lắm. 50-55 kg mấy chị nói rất là có lý luôn, 50-55 kg. Nên là bây giờ em chị chốt bên em 10 cái, em phải cho chị thử 10 cái hết, chị phải đem vô nhà chị thử đẹp chị mới lấy, chị mới bỏ tiền chị mua chứ em. Có lý không? 50-55 kg chốt chị mã 88. Tôi nói chuyện bà nào nhột không, bà nào nãy giờ đang xem mà nghe tôi nói có nhột không, nghe em nói nghe em Vi nói có nhột không, chị nào nhột nói đi, em giải thích vì sao nó chuyện đó nó không đúng. Rồi cái này mấy chị 50 kg cho đến 55 kg, 50-55 kg nè. Nay là bán hàng là em là chấp nhận bán ế mà, để em nói chuyện với bà mà. Đúng rồi chị Kiều Thúy, chị hiểu cái vấn đề đó. Con này hàng HM, còn một con sắc nách HM size 52 kg nè. Con này sắc nách hàng HM size 50-52 kg. Chốt cho em ở 106 đi. Em không bán đồ nam chị Minh Nguyễn. Đúng rồi, ra chợ mua hoặc mấy chị ra shop mấy chị thử. Trời mấy chị biết không, mấy chị để ý bây giờ ra shop á, mà mấy chị cầm đóng đồ vô nó không chịu á. Nó cho mấy chị cầm một đến hai món thôi, xong mấy chị mới bước vô phòng thử đồ, mấy chị thử xong mấy chị mới bước ra mấy chị lấy nữa. Trời ơi mấy chị, ra shop mà lựa đồ mà thử đồ cũng có nguyên tắc đó nghe. Không 106, chốt cho bà Lê Lê con HM nè. Cái này size 60 kg, size 60 kg, 55-60 kg, dòng này giống như dòng Tomboy vậy đó. Chốt cho em mã số 402. Nhột quá nhưng chưa bao giờ trả hàng dù không mặc được. Mã 402. 106 em chốt rồi. Trời ơi tôi lên 106 quá trời người chốt luôn ta. Nãy giờ mấy bà theo dõi tôi rồi mà. Mọi bà im im nghe tôi nói ha. Con nó 106 50-55 kg mặc đẹp. Và con này 50 kg đến 55 kg luôn, hai mặt đều phê quả tím nè. 402 của chị Sơn Tinh Dầu Dừa, dòng đó dòng Tomboy nha. Cái hàng bỏ xuống sao không đọc mã? Đọc dòi, 106 đọc dòi người ta cũng chốt dòi luôn á chị Kiều Thúy. Rồi chốt con này cho em mã số 21, mã số 21. Con đó nha mấy chị, mã số 21 con đó 50-55 kg vừa. Ở ngoài hết chưa? Ở ngoài hết rồi phải không? Đem cái xào trên nó xuống dưới cho chị lại hết luôn. Là chị chắc chưa? Chắc chưa? Bởi vậy chắc chưa? Chị like là chị không có gì luôn. Sang đầu tuần mà tâm trạng giữ Vi đẹp. À đúng rồi, hôm nay thứ hai đầu tuần mà tâm trạng giữ thần. Tại vì mới phải xả, mới phải xả hai chữ mấy tiền hàng. Em thấy chị Hà Ly sao quần tay em không có chơi. Nãy hồi nãy em đọc sao em chưa trả lời chị hả? Quần tay em chưa có chị. Cái này cái quần á thơ. Cho vô chỗ quần ống rộng. 50 kg đến 57 kg mấy chị. Con này là size ML giùm em. 50-57 kg size ML, em còn trên dưới thôi nha là hết nha. Chốt cho em mã 538, 50-57 kg mã 538. Mới vô hàng nè coi đẹp không. 50 kg cho đến 52 kg nha. Con này phong dài. Chốt cho em Vi mã số 42. Mã số 42 538 của chị Như Thủy. Đầm nè. Đầm. Con này là 60 kg luôn á. Cái đầm này 55-60 kg. Cái tay của nó rộng á. Cái đầm này 55-60 kg nè. Chốt cho em mã 438. 538 này em chốt cho chế Như Thủy nha. Chốt cho em mã 438. Em có cái áo sơ mi cho bé gái nha. Sọc hồng này chuẩn gái rồi. 20 kg cho đến 25 kg. Sọc này của bé gái nha mấy chị. 20-25 kg nha.
chốt con này cho em mã 966, bé gái mã 966 giùm em. 438 của chế Kiều Thúy. 438 chốt cho chị Kiều Thúy nha chị. Tới em có đầu tư thêm đầm cho mấy chị nha, chứ mấy chị chốt áo chốt quần hoài đầm mấy chị chưa chốt được nhiều đúng không. Sắp tới em có đầu tư đầm á ba, cho mấy bà điệu đầm em vẫn bán rẻ lắm. Úi trời ơi thiệt á, đầm tần cho mấy bà gái nè, 25kg ha, 20-25kg nè, trời ơi chốt cho em mã 911, 20-25kg mã 911. 438 em chốt rồi chị Lệ Quyền ơi, bữa giờ không thấy chị Lệ Quyền, nay thứ hai thấy là đây đồ vô khá đẹp, vải lây nền nha mấy chị, tay bồng hai hàng nút luôn, con này quá dễ thương rồi má má, 50-55kg siêu dễ thương. Chốt che mã 35, 50-55kg siêu dễ thương luôn, mã 35. 911 chốt chị Như Thủy, có cháu hay có con gái đó, dễ thương quá à, trời ơi em mà có hai thằng trai cũng ghê chứ. Rồi con này hở lưng, con này cái lưng nó hở như vậy nha mấy chị, ăn trước nè, 50kg đến 55kg thoải mái luôn. Chốt cho em mã số E1, mã E1 đi. 35 của chế Hà Lisa. Hà Elisa 35. À, con này nó bị lem màu rồi mấy chị. Con đó nó bị lỗi. Con gái à dạ. Cái đó bé mặt đẹp lắm á, dễ thương lắm á trời. Con này dưới 50kg nè. Con này cột dây dưới 50kg nè mấy chị nè. Chốt cho em mã số 83. Dạ chị Nguyễn Bằng nãy giờ nghe em nói thì E1 chốt cho chế Hà Lisa. Và cái này mã 83 là dành cho mấy chị dưới 50kg nha. Từ từ. Con này nhỏ quá. Mấy cái đó quăng bỏ luôn nha chị. Rồi đây đây, gái nè, cái nhỏ nè. Con này nè mấy chị nè, 35-40kg được nha. Cái này cái chất ở trên đây là thun lạnh mát lắm. 35-40kg giống như thun lạnh vậy đó. Đây mấy chị, chốt con này cho em mã số 724 đi. Chốt cho em Vi mã 724. Rồi khá là ok. 50-55kg nè mấy chị. Đằng sau của nó đẹp chưa? 50-55kg ngôi sao, chốt cho em mã 119. Chốt cho em Vi mã 119 giùm em, 50-55kg mã 119. Rồi con này mấy chị, con này 48kg, 45kg cho đến dưới 48kg. Chốt cho em mã số M1 đi. Nói chung là em mà nói số ký sai lại không có bán được khách tới bây giờ đâu. Nên là khi chốt hàng online mấy chị hiểu rõ bản thân của các chị thì các chị sẽ chốt hàng về rất là vừa. Ví dụ như em vì sao em 53kg đi. Ngày xưa em 53kg, giờ em ăn đêm mấy bữa em lên 55kg. Mà em mặc L không à. Tại vì cái bắp tay của em rất là to, cái vai của em nó to, nó ngang nữa. Ví dụ như cái phần dưới của em á thì nó là size M đi, em mặc cái quần size M nhưng mà cái áo là em phải mặc size L. Nên là thường là em mà chốt hàng online em cũng thích mấy cái lắm. Cũng thích mấy cái đầm lắm mà khách người bán người ta nói 55-60kg size L em mới chốt. Trong khi đó em dưới 55kg. Nên là em lựa hàng online nó không vừa hết trơn á. Tại cái đó người ta gọi là kinh nghiệm đó. Trời chứ có nhiều chị có 1m50, em nói mấy chị đừng buồn, mấy chị có 1m50 à. Mà em nói nè mấy chị, em nói 50-55kg mấy chị cũng 55kg luôn. Mà mấy chị chốt là mấy chị chật cắt. Nên là mình phải hiểu cơ thể của mình nó có khuyết điểm gì. Ngực to, bắp tay to, eo to, mông to, hay là bắp đùi to. Thì họ nói cho cái người bán nghe để họ tư vấn cho các chị. Chứ bây giờ các chị im mấy chị chốt thì đương nhiên là làm sao họ biết. Em ngồi ở đây em nhìn qua màn hình là em thấy em không mà, chứ em đâu thấy mấy bà đâu. Rồi 55-60kg con này bị lỗi nè em tặng nè. Ai bị lỗi báo nè. Rồi chốt cho em mã sọc tặng 60kg tặng được cho mấy chị. Con này 60kg mặc được nha. Chốt cho em mã sọc tặng đó. Ví dụ như mà em được một cái, nếu mà em nhìn thấy mấy chị ngoài đời là em biết cái con đó mấy chị có vừa hay không vừa. Nhưng em chưa có thấy mấy chị ngoài đời. À đúng rồi, vậy đó. Mấy chị hiểu mấy chị trước cái đã rồi người ta mới hiểu mấy chị được. 60kg con này nè, 55-60kg nè.
nên là chị Nguyễn Huyền á, được chị Lệ Huyền đó mấy lần lựa bên em không, mà tại bà biết cái tính của mình như thế nào, biết cơ thể mình ra sao. Sọc tặng của Khánh Thư, chị Ngọc Anh, Mai Lê, khi nào lên chân quán em 1 giờ nha chơi. Đó, đẹp chưa? 1 giờ. Vậy thôi, nhường chị khác đi, đừng chốt em nha. Trời, chốt rồi, ra rồi. Dạ, cái này 60kg vải lanh mấy chị, 60kg vải lanh quay đầu. Chốt cho em mã số 47. Mã số 47. Từ từ, chút xíu nữa đi, cái nào mà có dán báo lỗi cô Lan làm hàng, cô Lan có dán. Trời, cái này đẹp quá. Ý, 50-55kg đẹp quá nè. Cái tay 3 tầng 50-55kg nè, quá đẹp nè. Mã 918 47 không chốt chị Lệ, Lệ Hiền vừa nè. Đó, 47 phong cánh dơ thoải mái luôn, không chờ bắt tay cũng không chập ngực. Đó, chân váy mới Nhật hàng, mặc thử form đẹp ghê vi. À, chân váy của Nhật mà không đẹp sao được. 918 của Thảo Ngô, của chị Thảo Ngô. Con này giống áo nam quá mấy chàng ơi. Con này giống áo nam quá hề. À, con này nó bị dơ cái cánh tay này. Con này chốt cho em mã nam tặng đi. 70-75kg bị dơ phần cánh tay nè. Chị giặt mem tặng cho mấy bà ha. Em biết rồi. Chốt cho em mã tặng. Hôm qua là em thấy cái nick này kết bạn với em, cái em mới vô điều tra là em biết là kiểu dòng họ của bà Mai Lê Gia Phú. Ai về là bà Mai Lê Gia Phú. Con này được không? 50-55kg nè mấy bà. Rồi, cái đầm này có bộ dễ thương vậy. Nam tặng của chị Tuyết Đoàn. Trời ơi nè, con em nó làm đổ nguyên đống quần luôn nè. À, đống chân váy luôn nè. Lấy cái ghế này ra giùm chị á. Thôi để đây cũng được, chắc không vướng nè. Trời ơi, đống váy, đống quần của tôi bị đổ nè. Thôi. Là cái đầm này 50-55kg nha mấy bà. Chốt cho em mã số 168. Bị ẩn comment rồi. Là sao ta? Ờ, cái mã nam tặng là em chỉ thấy có một mình chị Tuyết Đoàn bấm rồi đó. Mã nam tặng là em chỉ thấy như mình chị Tuyết Đoàn bấm thôi. Tại con này 50kg cho đến 57kg được. Size ML. Chốt cho em mã 543. Size ML mã 543. 35.000 đây. 50-55kg nè, đẹp chưa? Tay của nó là nhúng nha mấy chị. 50-55kg nha. Chốt cho em mã C54. C54 168. Em thấy chị Kiều Thúy nè. 543 của cô Xuyên Đặng. Rồi, cái này phong đầm. Phong đầm luôn á. Tính nó phong dài mà thấy nó dài quá. Qua gối em luôn á. Đó mấy chị, qua gối vi luôn. 50-55kg đầm sơ mi qua gối. 50-55kg. Chốt cho em mở B25. B25 đầm sơ mi qua gối mở B25. Chị Kiều Thúy là hình như là 6 cái. 6 cái á chị Kiều Thúy ơi. B25 đầm sơ mi 50-55kg nha mấy bà. Đây. Con này 50kg cho đến 52kg. Đẹp không? 50-52kg đầm luôn. Mã số C24. B25 chị Khánh Thi, trước chị Cẩm Lê sau nha chế. B25 nè, của chị Khánh Thi. Rồi em có cái này, free size 60kg quay đầu, con này mặc đẹp lắm, con này mặc bụi nha. Đó. Free size 60kg quay đầu. Mã số 572. C24 của chị Mộc Trà. C24 của chị Mộc Trà. Con này 50kg đến dưới 52kg thôi nha mấy chị. Con này tùy chiều cao nha. Size S nha mấy chị. Size S là hợp lý hơn. Chốt cho em mã số 267. 572 của cô Xuyên Đặng. Chị Phương Minh ơi, cái gì ta? Hôm nay em bán đồng giá 100.000 ba cái chị. Nó đầm nhưng mà nó thuộc kiện sơ mi nha. Đầm nhưng mà thuộc kiện sơ mi. Chứ nếu mà đầm không thì bán cái giá khác nha chứ. 572 này cốt với cô Xuyên Đặng rồi ha. Xài cái điện thoại của con á em ơi. Điện thoại của hai anh em nè. Dạ. Rồi cái này size S nè mấy chị. Con này vải của nó giống như linen nha mấy chế. Size S. Chốt con này cho em mã số 407. Size S mã 407 giùm em nè. Con này 50kg đến 55kg size SM. Chốt cho em mã 103.
Má 103. Em lại thấy con này đẹp nè mấy bà. Đó, con này đơn giản mà đẹp nè. Sọc ngang 50-55kg, chốt cho em mã C80, 100.000 ba cái. Cái đầm bé này nè mấy chị, nhìn kỹ cái vải của nó là vải xốp, dành mấy chị mà hay mặc cái đầm xốp xốp á. Vải của nó giống như vải xốp gấm vậy đó mấy chị, khó lót luôn nè, thấy đẹp lắm. Con này bé 20-25kg, chốt cho em mã số mã 267, bé 20-25kg mã 267. Chấm bài lên mấy chị ơi. Rồi con này 50kg quay đầu giùm em nha. Chốt cho em mã 284. 50kg quay đầu mã 284. Đây, con này 50kg, 52kg quay đầu nè, mã 954. Mã 954 giùm em nha, 50-52kg quay đầu. Cái này cái kiện này của em nó dính size nhỏ nhiều không à. Con này 45-46kg nè mấy chị, nhỏ xíu rồi nha, giờ một dòng XS luôn á. Chốt con này cho chị mới nhận 13 cái áo, ưng lắm, yêu bé Vi. Bữa đó chị chốt cô Tông phải không? Cô Tông Nhật mà. Chốt cho em mã 217. Em thấy có dòng unisex Nhật á, sau này chị chuyển qua chơi unisex Nhật đi. Định chơi unisex Mỹ, vừa mắc mà, vừa mắc mà vừa tính ra đôi khi nó nóng á, nó không bằng hàng Nhật đâu. Hàng unisex á, Mỹ nó không bằng Nhật đâu. Nó hình độc lạ, mà hình ngầu á thì nó hơn Nhật. Nhưng mà còn về chất liệu vải thì em thích Nhật hơn, em thích Nhật hơn Mỹ. Rồi cái này mấy chị, nó là chị chuyển đi, chị thích gì chốt unisex Nhật á, đẹp. 50-53kg. Chốt che mã số 937. Mã 937. Rồi con này free size bao nhiêu ký cũng vừa ha. Free size bao nhiêu ký cũng vừa. Chốt cho em mã số 333. Dạ chị, cảm ơn chị. Mã 333 thì bà mặc bà chán rồi đó, cái bà nhớ tới tôi bà quay lại bà tìm tôi bà mua nữa thì được. Chứ đừng có bỏ em luôn là được. Ví dụ như mình nhặt cái ba chán cái kiểu đó rồi đó, mình muốn mua cái kiểu khác á thì mình kiếm em. Ba ba của chị Mộc Trà. Trời ơi, trời đất ơi, quá trời quá đất con này rồi. Tùy nha, con này là size SM nhưng mà mấy chị dáng nhỏ mặc đẹp nha. Con này ngực nè mấy chị, ngực 90 thôi nha mấy chị, ngực dưới 90 nha. Chốt cho em mã 199, ngực dưới 90 là tính luôn hàng hóa rồi đó nha. Nên là từ 90 quay đầu thôi cái ngực đó. Tính luôn hàng hóa độn biết cái đó đó nha. Trời ơi, thì con này được nè. 199 của Tiên Tiên. Rồi chị Tiên Tiên ok 199 nè. Cái này là cái vải của nó là vải đuổi nha mấy chị, vải đuổi. 50kg cho đến 57kg vải đuổi nha mấy chị nha. 57kg qua đầu thôi mã C68. Chất thô đuổi mã C68. Khoác nha mấy chị. Khoác dưới 50kg mặt đẹp mã 919. Khoác dưới 50kg mặt đẹp mã 919 giùm em. Đề niêm form dài. Dưới 60kg nha. Con đề niêm này dưới 60kg giùm em. Chốt cho em mã 901. Đề niêm dưới 60kg mã 901. Ý, trời ơi, thích quá vậy. 55kg ha, 55-58kg được nè. Trời, có bộ được lắm luôn á. Chị nào mà kiểu như phong cách thoáng, thoải mái, con này rất là phù hợp luôn mấy bà. Chốt cho em mã 45. Free size nha mấy chị nha. Free size SML cũng được. Mấy chị mà chơi sát cánh thì con nó L cũng vô luôn. À đây, 50kg đến dưới 55kg con này. 50kg đến dưới 55kg, chốt cho em Vi mã 335 đi. 50kg đến dưới 55kg mã 335. Rồi con này nha, con này là khoác thôi, mặc vô chơi cho vui thôi chứ không có gì làm gì trơn, không che được gì trơn á. Nói chắc con này đẹp lắm, con này là mấy chị sống ảo á. Vải của nó là thuộc dòng vải xịn đó mấy chị. Con này bikini nè, hững hờ, chụp hình sexy này nọ, kiểu gì cũng được hết. Mã 77 free size. Mã 77 free size. 45 của chị Nguyễn Hân mở đơn nè. Và con này 50kg đến 52kg dưới thôi. Chốt cho em mã B1. Dưới 52kg mã B1. Con này dưới 55kg giùm em chấm bi. Dưới 55kg chốt cho em mã 163. 77 của chị Lệ Quyền. Nhờ người sau 198 giùm Vi ơi, cái tay thun sợ chị không mặc được, để em chút. Chị Thảo Ngô mã bao nhiêu ta? 918. Cái này 163, em hủy 918 chị Thảo Ngô ha.
77 em chốt chị Lệ Quyền nè. Đem chị. Con này 50kg đến dưới 55kg. Dưới 55kg nha. Con này mặc đầm đầm cũng được nha. Chốt cho em ở M75. Dưới 55kg. Hoa nè. Hoa này 55-56kg thoải mái. Hoa này 55-56kg thoải mái. Chốt hoa này cho em ở 196. Chốt hoa cho em ở 196. Con này free size nha mấy chị nha. Dòng này free size giấu quần dùm em dưới 60kg nha. Chốt con này cho em mã E2. Free size dưới 60kg mã E2. Ủy được quá nè. 50-55kg dễ thương quá. 50-55kg SM mà mặc đẹp hết nha mấy bà. Chốt cho em mã 527 con đó được á. Chốt cho em mã 527. Đa số nó size nó nhỏ không à. À có cái đầm bé nè. Đầm cho mấy bà bé nè. 25-30kg nha. 25-30kg chốt cho em mã số B2 nè. Được lắm đó mấy chị. Mã B2 dễ thương. New tem. Con này khoác nha mấy chị. Con này khoác. Con này đẹp. Con này 50-55kg nè. Cái dòng này mấy chị cứ mặc cơ quần sọt và sọt vải nó sẽ hợp hơn là sọt jean. Chốt con này cho em mã 236. Mặc sọt vải đẹp lắm. B2 của chị Hà Elisa. Trời ơi dễ thương chưa. Ôi mẹ ơi dễ thương chưa. 50kg đến 53kg nha. Dễ thương chưa. 53kg quay đầu mã 3, mã 37. 53kg quay đầu mã 37. Đen, sơ mi đen. Sơ mi đen này 55kg nha. Sơ mi đen này 55-56kg quay đầu size ML. Con sơ mi đen này nha mấy chị. Chốt cho em mã số 180 37 của chị Tiên Tiên. Đứng lên nó dễ tìm đồ đẹp nè. Nói chung em tìm đồ đẹp cho mấy chị yên tâm. Con này ok nè. Con này 60kg nè. Con này đẹp nè mấy chị. Con này đẹp nè. 60kg quay đầu nha. Đẹp á, em thấy đẹp á mấy chị. Chốt cho em mã 47. 60kg quay đầu mã 47. 180 của chị Tiết Đoài. Ok chưa nè. Con này 50kg cho đến 55kg nha. Cái tay chuông 50-55kg tay chuông nha. Chốt con này cho em mã số 326. 50-55kg tay chuông mã 326 dùm em. Từ để em lấy mấy cái nhỏ em bỏ ra cái. À đây tắt cánh đẹp nè mấy bà. Con này là mấy chị dưới 50kg. Vải của nó giống như vải HM á. Nhưng nó không phải của HM nha. Nhưng mà cái vải của nó giống vậy. Chốt con này cho em mã số 493 CS. Mã 493 CS dưới 50kg. Chốt cho em mã 493 là ok nè. Rồi con này nè. Form dài dưới 52kg. Con này là size M mà dưới 52kg thôi. Chốt cho em mã số 42 đi. 326 của chị Hà. Chị Trung Lê thấy 3 cái đó chế. Ôi, free, ôi con đầm này đẹp nè, free size. Con này free size bao nhiêu ký cũng vừa hết. Bao nhiêu ký cũng vừa. Chốt con này cho em mã B9 nha. Free size bao nhiêu ký cũng vừa mã B9 nha. Trời con 493 nó dễ thương quá mà ta. Rồi, con này là chiếc eo tay, tay của nó cũng chiếc luôn. Con này chiếc eo xéo nha. 50kg quay đầu size S. Eo nó xéo nha mấy chị nha. Đó, 50kg quay đầu. Con này đẹp quá trời. B9 của chị Lệ Quyền. Con này 50kg quay đầu chốt cho em mã 65. 50kg quay đầu mã 65. Con này mới tin nè mấy chị. Con này 50kg, 53kg quay đầu mới tin nè. Con vàng này mới. Đây 50-53kg quay đầu. Con vàng này rất là mới luôn. Chốt con này cho em mã 447. 50-53kg quay đầu mã 447. Thôi, form ngắn này dễ thương chưa. 50kg đến 55kg luôn á. Form này nó ngắn mà tay của nó cánh dơi nè. Em thấy ok ghê nè. Chốt cho em mã số A10. Mã A10. Dục mất hai con siêu phẩm. Cánh dơi 55-60kg. Đẹp cho trọi lụa luôn. Hằng sau của nó thì không có hình. 50-55kg nè. Á lộc 55-60kg nè. Chốt cho em mã 948. Con này 60kg thoải mái nha mấy bà.
Mã 948 size L ok lắm luôn. Trời ơi mấy con này dễ thương quá nè. Mấy con này mấy chị muốn chích sao chích trước cũng được. Trời ơi con này 50-55kg đẹp quá trời. 50-55kg nè. Chốt con này siêu dễ thương luôn cho em. Mã số 47 lạ nha mấy chị nha. 47 lạ nha. Con này mua cho bé giùm em nha mấy chị. Dưới 40kg, 35-40kg nha. Đây bé mặc làm đầm cũng được. Chốt cho em mã B24. Bé mặc làm đầm cũng được nha mấy chị. Mã B24. Để em chốt lửa mấy cái đẹp đẹp như thế nào. 47. 47 em chốt cho chị Nguyễn Hân trước nha. Chị Tuyết Đoàn sau. Con này size S nè. Con này size S 48kg quay đầu. Size S 48kg quay đầu. Chốt cho em mã 160. 160. Rồi con này 55kg cho đến 60kg mặc đẹp. 55kg cho đến 60kg. Con này mình mặc nó sẽ tà phần dưới nó lạ. Cái nghĩa là phần dưới là giống như kiểu form dài á. Con này mấy chị mặc với quần ôm đẹp. Chốt cho em mã 516 nha. Mặc với quần ôm đẹp nha. Mã 516 giùm em nha. Đầm mấy chị. Trời con này 55-60kg lên như nịch đẹp. Màu tím nha. Chất lượng thu đuổi nè mấy chị nè. Lên như nịch đẹp lắm. 55-60kg lên nịch. Chốt cho em mã 139. Đây 55-60kg lên nịch mã 139. Dưới 50kg nha. Cái này nhỏ. Dưới 50kg giùm em size S 45kg dưới 50kg. Vải của nó là vải jean denim. Chốt con denim này cho em mã M1. 139 của chị Minh Ly Yến chốt trước rồi nha. Đây con này 55-60kg. Con này đẹp nè. Con này đẹp lắm luôn á. Con này em phải nói là đẹp lắm luôn á. Con này lạ ghê không? Quả tiết của nó giống như quả tiết trừu tượng vậy đó mấy chị. Phải mới tin nè. 55-60kg luôn. Mã M20 con này. Mã M20 con này form cánh dơi quả tiết. Con này hàng hiệu nha mấy chị nha. G215. Con này là tầm 50-53kg. Vải nó đẹp như vải Việt Tiến vậy đó. Con này 50kg đến 53kg. Vải cam kết đẹp như là áo sơ mi cao cấp của Việt Tiến vậy đó. Tại vì em rờ chất liệu vải em biết. Bà nào hay mua mấy cái mà em nói cứ tin tưởng em khi mà em nói cái nào đẹp nó hiệu là đẹp. Mã 111 con đó chuẩn sơ mi cao cấp vải đẹp luôn. 20 chị Lệ Quyền nè. Rồi lắm mấy chị. Con này dưới 50kg nha. Con này dưới 50kg dòng này đen ở đằng sau của nó là có một lớp vôn với một lớp thô đuổi nữa, hai lớp. Ở đuôi cái đuôi của nó là hai lớp, một lớp vôn với một lớp thô đuổi. Chốt cái này cho em mã số 18. Chốt cho em mã số 18. Free size nè. Ôi con này đẹp quá. Dưới 62kg, 63kg nha. Size LXL nha. Chốt cho em mã 947. Size LXL. Mã 947. Rồi con này dưới 48kg. Con này 47-48kg nha. Size S này nhỏ dùm em nha. Chốt con caro này cho em mã B41. Dưới 48kg mã B41. Con này 50-55kg. Baby doll. Baby doll nè. Ở đằng sau nè. Con này mặc được hai mặt không ta? Baby doll nha mấy chị, dáng của nó dễ thương, 50-55kg luôn, mã số 840 baby doll. 840 baby doll. Cảm ơn Khánh Thi chấm bài giùm chị nè. Denim mềm nè. 50kg quay đầu con này nha. Con này mềm lắm, đẹp lắm, mà 50kg thôi tại cái tay nó nhỏ, form nó dài. Chốt cho em mã 001 denim, 50kg quay đầu mã 001. Con này 53kg quay đầu được. Con này 53kg quay đầu được. Caro chốt cho em mã số 13. 840 của chị Hà Elisa. Rồi con này. Trời ơi con này quậy quá vậy. Con này là quậy nha mấy chị. Free size 50-60kg dòng free size nha. Free size có nghĩa là mấy chị 50kg mình mặc rộng mình vẫn rất là đẹp. Có tạo dáng theo kiểu rộng. Để mấy chị nhìn cái tay của nó nè. Con này mấy chị rộng, mấy chị mặc sắn tay lên đẹp lắm. Mặc cái quần baggy này nọ ok. Còn mấy chị mà vừa á, mấy chị 60kg thì mình mặc bình thường. Chốt con này cho em mã 206 dòng free style tái gì đó. 13 của Bô Hân nè em. Chấm chứ không lại bị mất siêu phẩm. Nhiều mà. Từ đây tới nguyên tuần này chị like siêu phẩm nhiều lắm á. Con này xấu quá. Nguyên tuần này chị like siêu phẩm nhiều lắm á. Rồi, con này nha, 50kg, 52kg. 50-52kg đây. Mã số C49. 206 của chị Như Thủy. Kem à, kem, kem, phá, kem.
À thôi ông để nha. Đem xuống đi, má bà nội gọt cho mẹ ăn đi. Rồi con này trời ơi 55-60kg nha, nha. Trời ơi con này quả tiết đẹp quá nè. Size ML nè. Đây, con này 55-60kg. Chốt cho em mã số 79. Chốt cho em mã 79, 55-60kg mã 79. Mã 79 nè. Rồi đây đây, ha ha lửng 53kg quay đầu. Lửng dây kéo phía sau nha mấy chị. 53kg quay đầu chốt cho em mã số 022, mã 022. Con này 50 55kg quay đầu dáng đằng sau nó nè mấy chị. 50 55kg quay đầu nha. Chốt cho em mã M68 đi, mã M68. Wow, 55kg quay đầu luôn. Trời con này đứng đóng thùng, con này mặc cái quần sọt lưng cao đẹp lắm. 55kg quay đầu luôn, mã 220. Mã 220. Size S dưới 50kg giùm em con này. Vải denim theo ren nha. Dưới 50kg size S, chốt cho em mã 221. Dưới 50kg size S mã 221. Con này 50kg đến 55kg đóng thùng đẹp. 50kg đến 55kg đóng thùng đẹp. Chốt con này cho em mã số 457. Chốt cho em mã 457. Đồ đẹp còn mà thấy chưa, 50kg 55kg nha. Rồi cái sọc này nó màu đẹp lắm, vải ok cực kỳ luôn. Con này dòng cái cổ cao nha mấy bà, đằng sau lưng của nó có thêu nè. Còn đằng này form nó cổ nó gì nè, con này mặc nó lạ. 50-55kg con này mặc đừng đóng thùng, thắng tay rất là đẹp. Chốt cho em mã 53 và đẹp nha. Nói chung là giá trị so với 35.000 là nó rất là đẹp, rất là ổn luôn, rất là rẻ. Mã 53 con đó. Nãy giờ mấy con thường thường là không lên đó, mấy con thường thường thảy qua luôn đó. À, cái này 50-52kg tại nay lai nhanh lấy mẫu, lấy móc, quên lấy móc. Chốt cho Vi mã B70. Con này 50-55kg chấm Bi, mã B70. Cái này chốt nung cô tông của ta còn sót nè. 50-55kg giùm em nè. Chốt con này cho em mã M9. 50-55kg mã M9, 53 của chế Như Thủy. Đầu đẹp cho mấy má nè mấy má ơi. Đầu đẹp đây, đầu đẹp đây. Wow, hơi bị ngon cơm luôn. 50kg đến dưới 60kg nha. Đẹp nha, phải xịn luôn. Mã B47 hàng xịn đó. Mã B47 hàng xịn. Rồi cái này mua cho bé trai bé gái gì đó. Chắc bé gái quá ha, con này trai điệu quá. 40kg qua đầu đẹp. Cô tông Nhật nha. Cô tông Nhật 40kg qua đầu đẹp chưa. Mã số 448 đi, mã 448, B47 của chế Trần Yến nè. Con đen nó đẹp quá chị Trần Yến à. Rồi con này nha. Caro 50-55kg, chốt cho em mã số 3. 50-55kg mã số 3. Con cái con đó đẹp đó. Đến 60kg quả tiết cao cấp nè. Mã 427 quả tiết cao cấp, mã 427. Size S dưới 50kg xẻ vai. Dưới 50kg size S. Chốt con này cho em mã số M12, size S mã M12. Con này lạ nè. Trời ơi, con này mặc nó rất là dì và này nọ luôn á. 50kg đến 55kg. Rồi con này nó mặc nó rất là dì và này nọ luôn á. 50-55kg size SM với chị. Trời ơi, con này mặc cái quần jean ôm này nọ sexy lắm á. Mã 141 sexy, mã 141 size S dưới 50kg siết vai. Con này mặc dễ thương, quần sọt này nọ ok. Chốt mã số 932 nha. Chốt cho em Vi mã số 932. Rồi em lên. Con này thêu. Con này thêu nè mấy chị. Đó hả, 50kg cho đến 53kg, 54kg nha. Con này size SM. 55kg mấy chị phải cao, còn không thì mấy chị 53, 54kg quay đầu thôi, size SM nha. Mã số 223 size SM, mã 223. 932 của Bô Hân. 932 của Bô Hân. Hồi nãy nhân viên em báo với chị là gửi chuông, hồi nãy như chị Nga có nói là gửi rồi mà. Giao rồi mà. Chị Nga có nói với em là giao rồi.
đơn nay nay chị chốt thêm chân váy buổi chiều nay nữa đi, còn nếu mà không có chốt theo chân váy thì chiều nay em đi, còn nếu chị giữ hàng 3 ngày thì chị cứ nói em nha. Nói chung là em đôi khi em sùng má em nói vậy thôi, chứ mấy bà giữ hàng 3 ngày là cũng nhiều tiền lắm rồi đó mấy bà. Em vẫn có giữ hàng 3 ngày mà. Chưa hả? Chưa thì đi dồn thôi chứ trời. Chưa thì dồn mới có kiếm tiền được chứ trời. Nếu mà hàng cũ chưa giao thì đương nhiên là phải dồn nha. Không dồn tôi mất tiền sao? Rồi lên 50kg cho đến 57kg con này. Chốt cho em mã 526, 50kg đến 57kg, mã 526. Cho đến 55kg. Chốt cho em mã C86. Nếu mà chưa đi còn ở nhà của em là dồn nha chị nha. Mã C86 dồn chứ trời. Chứ tắt hai đơn làm gì trời. Em đâu có đến nổi mà ác dữ vậy. Khách mà đơn đang ở nhà tắt hai đơn cho khách, em không có ác vậy đâu bà. Đó giờ trời ơi, 50kg quay đầu giùm em con này. Con này chít eo mà cái tay nó gọn lắm mấy chị. Size S thôi mấy chị mặc sẽ vừa nha. Con sọc đỏ này size S mặc sẽ vừa nha. Mình thì thật tình hỏi mà bà quạo, bà nói chán vãi. Mã B22. Không biết nói sao luôn á. Bây giờ chị hỏi bà hai đi, còn giữ thì mình chốt bình thường, còn không còn giữ, còn giữ thì mình chốt bình thường, còn hôm nay không chốt thì hôm nay chiều nay đi hàng. Dạ được chưa? Cái vấn đề mà giữ hàng 3 ngày em đã nói rất là lâu rồi, chứ không phải mới đây mới nhắc lại thôi. Rồi 50kg cho đến 53kg mặt đẹp, chốt cho em mã 86. Có crop top không hữu? Hình để đi coi còn hay không nha. Mã 86. Con này được không? Con này nè, size SM nè bà. Bây giờ bà cột nó cao lên là nó thành crop top ha. Chốt cho em mã 401 đi. Con này cũng được nè, con này phía sau của nó nè, vải con này là giống như vải linen vậy đó. Nhưng mà nó không phải là linen, kiểu như nó pha nhiều cô tông hơn chút xíu thôi. Mã 401 size SM. Trời, con này vải lanh nè. Size S một con một cái vườn qua luôn. Đây mấy chị. Nó bị đứt dây một bên này, con này tặng đi, chốt cho em mã qua tặng. Size S thôi nha, size S thôi. Chưa nghe mới mò lên thấy bảo quạo vậy á. Bị ghẹo, sáng sớm bị ghẹo. Mà mấy chị, trời mấy bà ơi, mà mấy bà mua hàng của tôi mấy năm trời rồi. Mấy bà biết tính Vi nó thiệt tình nó mới quạo. Mà nó quạo đúng chỗ chứ đâu phải quạo sai chỗ đâu. Nói chung mà mấy chị mà để giận em là mấy chị giận em nhiều lắm á. Nên là không có đừng để bụng giận em kia cho nó mệt. Qua tặng và lê xe S nè bà mặc vừa nè. Có nó bị đứt dây bên nha. Rồi, con này dưới 48kg. Chốt cho em mã M8. Bữa em nhớ ai nói gì ta mà em không nhớ là ai hơn. Hôm nay thấy Vi nó hiền quá à. Tự nhiên cái nhớ Vi ơi giữ lên cái đi chứ thôi. Tự nhiên thấy Vi hiền thấy không có quen. Vậy luôn đó. Con này 50-55kg bẹt vai. Con này mặc đầm đầm được nha mấy chị nha. Con này thì em cao mấy 6 nó dài nửa đùi em à nha. Chốt cho em mã M58. M58 chào chị Thu Thủy. Nay sơ mi nó size nó nhỏ không à các chàng ơi. Size nhỏ không à, đã kiếm đồ đẹp đây. Ồ. Con này 50-53kg vải đẹp nè, nhìn vải nè. Chuẩn hàng đi làm luôn. 50-53kg hàng hiệu. Nốt hiệu nè mấy chị nhìn. Ok nha, ok, đi làm. Chốt cho em mã 464 50-53kg thôi. Mã 464. Con này hoa. 50kg cho đến 57kg luôn. Con này size ML được luôn. Chốt cho em mã 82 nè. Chốt cho em Vi mã 82. Con này hàng của Uni Willow, 50kg cho đến 55kg. Con này cái màu xanh này nó lạ không mấy chị. Uni, cái hàng của Uni Willow á. Chốt cho em mã 366, 50-55kg, mã 366. Ai, con này được vô chưa nè. Cái con đó không có đẹp em bỏ qua nữa nha. Con này vải lanh. À, hàng F21. Từ em coi chứ con này chắc nó hở lưng á hè. Con này nó hở lưng. Đúng rồi, cái này cái thân lưng của khung này cái nè. Trời ơi con này đẹp quá, size F đi mặc cho nó đẹp. Chị Lê Thúy hả? Cái quần em chốt rồi.
Cái áo thì 50 kg cho đến 57 kg size ML chế. Cái quần em chốt rồi, cái áo thì chốt cho em mã sọc đi. Con này cái lưng nó nằm đằng sau nha mấy bà nha. Ha, con này set đi mấy bà, đẹp lắm, hàng của F21 mấy bà. Chốt cho em mã M11, M11 đi, F21 mã M11. Đây, cái áo điệu nha. 50 kg nha, 50 kg quay đầu size S. Con này đóng thùng để điệu như canh vậy đó. Chốt cho em mã 182. Mã 182. 50 kg cho đến 55 kg con này đóng thùng nè. Form sắt cánh che bắp tay. 50 55 kg nha. Chốt con này cho em mã số 521 nha. M11 của chế Minh Ly Yến trước, chị Lê Lê sau á. Sọc em chốt cho chị Lê Thúy nè. Ok chị Lê Thúy. Chị Lê Thúy có lựa chân váy không? Nếu mà chị lựa chân váy chiều 1 giờ chị vô lựa thêm nha. Rồi cái này 60 kg quay đầu nè mấy chị. 55 kg đến 60 kg quay đầu nè. Chốt con này cho em mã 456 đi. 521 của chị Mộc Cầm. Chốt cho em mã 456 con đó nha. 60 kg. Con này cũng 55 60 kg hả? Chốt cho em con này mã số 511, 55 60 kg luôn, mã 511 giùm em. Thôi con này đơn giản mà dễ thương nè mấy chị. Dưới 52 kg. Chốt cho em mã 15, dưới 52 kg mã 15. 456 của chị Lê Thúy, 511 của chị Lê Thúy. Rồi cái này à, đầm cho bé. Đầm cho bé 20-25 kg nè. Này đầm cho bé nha mấy chị nha. Chốt con này cho em mã số 21. Đầm cho bé mã số 21 luôn. Ôi đồ được nè mấy chị, đồ đẹp nè. 55 kg cho đến 58 kg thôi. 55-58 kg con này thôi, đẹp chưa. 55-58 kg nè. Size ML đẹp quá trời luôn. Mã số 92 con đó được á. Mã 92 con đó giống như vải lanh vậy đó mấy bà. Con này nha, con này màu chàm vải linen. 50 kg quay đầu á, mã 1417, 50 kg quay đầu mã 417. Rồi đầm cho bé nè, đấy đầm đẹp nè, bán 35.000 nè, con này mới tin nè. 20 kg ông ta, 20 kg, cái tay này 20 kg à. Trời ơi. Cái này điệu quá mấy chị, giống như đầm cao cấp vậy đó mấy chị. 15 20 kg bé mặt ha. Chốt cho em mã 403 được không ta? Không biết nữa, trời trời thì có, tại vì em kiện nó độn đồ bé cho em cũng không gạnh nó bé. Con này cái phần ở dưới thì được á. Con này nói chung là em nói chung là không vừa mấy chị cứ báo em bù lại tiền cho mấy chị. Chứ em không có chuyên đồ bé nên đôi khi nó số ký nó không chính xác bằng đồ lớn. Đồ người lớn. Chốt cái đầm này đi đẹp quá nè, mã 403. 92 của chế Trần Yến nè. 403 chị Minh Ly Yến nha, cứ báo em không vừa cứ báo em nha. Chứ con này là cũng cỡ hai mấy ký á. À cỡ 15 20 ký á, nếu mà ví dụ như bé cao thì hai mấy ký được. Cho nó mặc rộng thì đẹp chứ mặc chật thì nó không có đẹp, nên là em không có nói số ký hai mấy ký, em nói 15 20 ký dù có rộng nó cũng sẽ đẹp, em nghĩ cái đó rộng nó sẽ đẹp. Một con denim nè. Một con denim size S 48 ký nè. Con này nè mấy chị, denim nè. Mấy chị nhìn vải denim nè đẹp không? Chuẩn denim luôn á mấy chị, denim mềm á. Mã B93 dạ, vải denim chất denim nha, mã B93 chất denim. Đầm. Đây, đầm 60 kg thoải mái. Đầm 60 kg thoải mái này nha. Đó, con này điệu, con này kiểu cách. Kiểu cách. 60 kg thoải mái, chốt cho em mã số E3 đi. 55 60 kg thoải mái mã E3, em lựa đồ đẹp lên nha. À cái này đầm bé nè, cái này bé 25 kg được nè. Cái đầm nguyên cái đầm sơ mi luôn cho bé 25 kg được mấy chị. Chốt cho em mã 101. Chốt đầm bé cho em Vi mã 101. Con này nha, 50 55 kg dòng cổ điển nha. Chốt con này cho em mã số 04 đi, E3 của chị Lệ Quyền trước. Rồi Khánh Thi sao rồi ơi. Và cái này 50 kg cho đến 53 kg nè. 50 kg cho đến 53 kg, chốt cho em mã số 3. 101 của chị Minh Ly Yến nè. Con này size S nè, siêu phẩm size S nè, theo hoa dưới 50 kg nha, bẹt vai size S theo hoa dưới 50 kg mã số 40. Mã số 40 mấy chị. Rồi con này dưới 50 kg luôn, size S luôn. Chốt con này cho em mã số 300. 300. Nghiện hả? Em nói chứ một ngày mà em không like cũng nhớ mấy chị lắm đó chứ. 50 kg chà, con này nè, con này cái dây của nó buộc được hai vòng eo nha.
Mấy chị tưởng tượng nha, 50kg cho đến dưới 58kg. Con này cái dây nó buộc hai vòng eo á, mở B 20 giùm em luôn. Mở B 20 giùm em luôn, hôm nay mặc cái áo ngắn quá. À, dễ thương quá nè mấy chị, size S. Size S dễ thương nè, mở B 7 đi. Siêu dễ thương luôn. Trời ơi con này dễ thương quá rồi. Mở B 7 size S. Con này 50-55kg đẹp chưa? 50-55kg đẹp chưa? B 20 của chị Hải Nguyễn, B 7 của chị Khánh Thi. Con này mã C 52 đẹp, con này lạ lắm. Mã C 52 lạ. Con này 55kg đến 60kg luôn. Mã số 462. Tận sạc pin, cắm sạc pin cho chị hết pin. 462, coi cái dây mang qua coi có sao. Rồi con này bẹt vai 55-60kg. Cái này đẹp là chị Lê Thúy, chị Như Thủy. Mấy chị size, cái này đẹp nữa nè chị Tiết Đoàn. Không biết mình có mặc bẹt vai không. Con này size ML, bẹt vai màu đen size ML. Chốt cho em mã 513. Chốt cho em mã 513, bẹt vai màu đen mã 513. Con này khoác vô nha mấy chị, con này nó giả khoác á. Từ từ đem coi. Áo không, cái này không phải khoác, cái này cái áo nó kiểu như vậy đó. Con này 50kg thôi, quay đầu ha mấy chị. Chốt cho em mã số 672. 513 chị Thanh Thanh Biên Hòa trước. Từ em kiếm coi. Da lộn nè. Con này da lộn nè, 50-55kg mấy chị, màu nâu da lộn 50-55kg ok lắm. Chốt con này cho em mã 221 nha. Chốt cho em mã 221 nâu da lộn. Con này 55kg cho đến 58kg size ML mấy chế. Chốt con này cho em mã M22, mã M22. 221 của chị Như Thủy nè. Em lên một con sắt cánh CS. Dưới 50kg mặt đẹp. Chốt cho em mã số 173 CS nhỏ luôn á nha mấy chị. Con này mấy chị dáng càng ốm mà càng đẹp. Chốt cho em mã 173. Dáng càng ốm mà càng đẹp luôn, mã 173. Ôi ôi. Dưới 60kg mặt đẹp con này chuẩn luôn, siêu phẩm. Dưới 60kg mặt đẹp, siêu phẩm size L. Chốt con này cho em mã số 11 nha. M22 của chị Thanh Thanh Biên Hòa. 173 của chị Tiên Tiên. Con này 55kg với bà mặt đẹp nè, tôi đưa lại cho thằng coi. Mong tôi ghi cổ 3 phân đóng thùng. Con này màu rêu 55kg mặt body siêu phẩm rồi. Phải con này quá đẹp. Màu rêu đẹp á. Mã số B79, 50-55kg mở B79, 11 của chị Lê Thúy. Hai. Trời đất ơi, 50-55kg là có bộ được ghê luôn, rất top nè. 50-55kg mã 51 nha, con đó size SM được nha, mã 51. Khoác em còn luôn. Khoác ngôi sao dưới 55kg thoải mái. Chốt cho em mã số C90. C90 nha, khoác ngôi sao mã C90. Quả tiết sao biển 50-55kg mặt đẹp. Chốt cho em mã 193. 50-55kg mặt đẹp mã 193. B79 của Bô Hân, 51 của chị Tiên Tiên. Lên. Tay loe 50-55kg thoải mái. Con này 50-55kg nè, tay loe. Chốt cho em mã 512. Hello chị Kim Cư. Chốt cho em mã 512. Cổ cao nha. Cổ nè, cái form này là form sơ mi, nhưng mà cái form này form lửng. Con này lạ, độc lạ, dưới 50kg mặt đẹp. Chốt cho em mã số 49. Size này dưới 50kg, mã 49. Ow, 50-55kg đẹp vai đẹp đây. Có cột dây nữa, con này là vải lanh luôn. Ôi, đẹp quá nè. 50-55kg đẹp nha, mã số 44 nè. Tôi để thay bà nào không chốt tôi mặc lên canh nè. Con này nó nhỏ quá mấy chị. Mấy cái nào đẹp lên thì còn xào trên, cái nào đẹp em lên ha. Họ không đẹp thì em để qua luôn cho mấy chị đỡ mất thời gian. Em like hết cái cây này em nghỉ ha. 12 giờ rồi. Cái này 50kg đến 55kg. Chốt cho em mã 41. 44 của chị Thanh Thanh Biên Hòa nè. 41, 50, 55kg đẹp nè. Mã 41. Con này nè, mà ren 100% dưới 52kg. Chốt cho em mã 123. Ren 100% dưới 52kg mã 123. Con này đề niêm á nha mấy chị, dưới 60kg. Mã số M7 đi. Mã số M7 đề niêm dưới 60kg mã M7. Chuẩn bị qua lấy hàng hốt hàng luôn nha hai ơi. 50kg đến 55kg siêu phẩm cánh dơi, con này rất là đẹp nè. Mã số 2. Mã số 2 50-55kg.
Em có con này chất liệu vải vôn, nó quả tiết hình trái tim, 50-55kg đóng thùng đi làm ok. Mã số 962, 50-55kg thôi. Mã M7 chốt cho cô Xuyên Đặng. Mã M7 chốt cho cô Xuyên Đặng. Giờ con này tính bỏ qua, mà thấy cái mặt trước của nó đẹp quá mấy chị. Dưới 50kg sẽ ép. Con này bà nào dưới 50kg lấy đi. Dưới 50kg nha, đóng thùng quần jean này nọ. Sắn tay lên, mã 475. Số 2 của chị Thu Võ. Mã 475, con nó bị lỗ, em lên khác nè. Thôi, vải lụa nè, size S luôn. Ai mặc không mấy chị? Size S lụa nha, dưới 50kg, mã số M23. Mã M23, size S hàng lụa dùm em, mã M23. Con này size M nè, 50-55kg nè. Con này vải của nó giống như vải kaki vậy đó mấy chị. Hàng túi hộp nha, quả tiết hình chiếc lá. Mà chiếc lá này chiếc lá thêu á nha mấy chị nè, vải nó thêu á. Giống như hàng kaki túi hộp vậy đó. Chốt cho em mã số E14 đi. 50-55kg nha mấy chị nha. Mã E14. Ê con này được kia ta. 50-55kg luôn. Ý nó giống cái đầm quá vậy. Rồi đầm được nè. 50-55kg. Chốt cho em mã C38. Đầm 2 dây C38. Con này 50kg đến 52kg. Con này 52kg quay đầu được. Chốt con này cho em mã số 525. Chốt cho em mã 525. À thôi 55kg được nè con này. Trời ơi đẹp chưa. Con này cái form này 55kg được nha mấy chị. Ngực này 90-92 được luôn. Tay nè quá đẹp. Chốt con caro xanh này cho em mã số 68 nha. Rất là đẹp nha. Con đó vải xô mềm nha. Hả? 44 là 44. Có mã 44. Là cái con bẹt vai màu xanh. Màu xanh giống màu xanh da trời giống màu xanh đó đó. Quăng qua bên kia rồi kìa. Không phải con đó. Giống con đó thôi mà bẹt vai. Đúng rồi, coi mã nhiều. Giờ C38 của chị Diễm Hương đó, hỏi lại như vậy đó chứ đừng có kẹp bậy. Trời con này 52 53 kg đóng thùng ok lắm nè. 52 53 kg đóng thùng. Chốt cho em mã số 28 nha. Mã số 28. Năm mươi lăm sáu mươi kg nè mấy chị. 55-60kg nè. Chốt con này cho em mã B5. Mã B5. Con này dưới 50kg nha. Con này nó nhỏ quá mấy chị. Dưới 50kg dùm em, size S dùm em. Chốt cho em mã số 87, size S mã 87. Ơi con này 50-55kg cái kiểu nó lạ. Con này là hàng linen nè. Vải linen 50-55kg kiểu nó lạ lắm. Con này đóng thùng thử nha. Lạ nha. Chốt cho em mã số 82. Áo thun hết rồi. Cái kiện hôm bữa là Vi hết rồi. Vi còn cái nào không? Đợi Vi khui kiện đi. Không có tông á thầy. Không có tông đợi Vi khui kiện nha. Chứ hơn kiện hôm bữa Vi like. Vi like hôm thứ bảy là hết rồi. Không còn nữa. Tại vì cái chuyện nó đẹp á, hàng nó đẹp á, nên Vi like xong còn hình như chưa tới 200 cái khách sỉ hốt hết rồi đổ chợ. Tại cái mẫu đó người ta đổ chợ dễ đó. Vi vừa xuống luôn bữa đó, trời. Rồi đồ đẹp nè. Bữa đó Vi vừa xuống luôn. Vừa xuống là có người báo rồi điện thoại alo hốt thun liền. 82 Thanh Thanh Biên Hòa, mấy chị nhìn siêu phẩm nè. Em chào chị Kim Loan Ngô. Một giờ hôm nay em like chân váy đẹp với chị Kim Loan Ngô nha. Đây đây mấy chị. Chân váy đó, hôm nay là còn có 39.000 thôi. Em xả cho nó nhanh luôn. Mà vẫn là đẹp. Chân váy đẹp lắm. Chân váy là con nào con nấy đẹp con đó. Một giờ hôm nay giá 39.000. Đây con này free size siêu phẩm. Trời ơi con này dễ thương quá à. Mới tin. Free size nè bao nhiêu ký cũng vừa nè. Mã 528 đi. 82 chốt cho Thanh Thanh Biên Hòa chưa ta? Hả? Chốt rồi phải không? Đây nè chốt con này đẹp nè. Xịn đó. Mã 528 á. Đồ ở trên xịn rồi Vi mới lấy nha. Còn vài con xịn rồi Vi ra qua luôn. Rồi con này nha 55-60kg luôn. Ok lắm mới tin nào mấy chị. Con này tay bồng á. 55-60kg tay bồng. Mã số 02 528 của Khánh Thuy.
Chị kêu lăng ngô sau rồi nha chị. Một giờ mình vô sớm em đi chế kêu lăng ngô ơi. Để em lựa đồ đẹp lên nè. Đẹp mới lên ha. Rồi ok, con này lệch nút nè. 50-55kg lệch nút, em xong like luôn rồi. Anh Nhi đợi chút xíu xuống liền. Mã 23 luôn. 02 của chị Trang Trần, mã 23 là 50-55kg. Ơi, 50-55kg luôn mấy chị ơi, lẹ tay nè. Mã 76. Ôi đẹp quá. Ơi, ơi đẹp lắm nha. Trời. Trời đất ơi. Ui má ơi thích ghê á. Mã 76. 02 này em chốt cái chế Trang Trần rồi nha. Rồi con này sang nè mấy chị, dưới 50kg thôi. Con này sang lắm. Con này mấy chị nè. Con này cái vải nó sang. Cái form vải nó sang dưới 50kg nè mấy bà, nhìn cái vải nè. Con này mấy bà mặc được nè. Dưới 50kg nha, mã số 503 CS thôi. 76 và Thanh Thanh Biên Hòa. À, dưới 50kg luôn. Đẹp chưa? Con này dưới 50kg luôn. Mã 550. Dưới đó à hay. Con này dễ thương vậy. Ủa? Từ đêm suy nghĩ, con này nó bị tét chỉ sao vậy? Đúng không ta? Vậy là tét chỉ không ta? Con này em tặng đi. 50-53kg thôi tặng. Nó bị tự nhiên cái đường chỉ nó không có được bền nữa. Mấy chị về đơm lại thôi. Cái áo này đẹp, vải đẹp. Khá là mới. Không biết sao đường chỉ nó bị tét ra. Chốt cho em mã vàng tặng đi. Vàng tặng em. Con này 50-55kg coi giãn nè, đẹp chưa? Đẹp chưa? Con này đóng thùng ok. Mã 75 đóng thùng ok. Trời ơi. Trời ơi. Đồ hai giấy dấu này nè. Con này dưới 50kg nè. Con này nè em cầm dưới 50kg nè. Mã 132 nè. Còn con này lỗi rồi. Con hai dây này lỗi rồi. Chốt che mã dây tặng 55kg quay đầu mã dây tặng. Con đó nó hơi tư chỉ rồi. Rồi cái này 50-55kg luôn. Màu vàng cánh dơi, màu cam cánh dơi 50-55kg, mã số 57. Cái đó dây tặng đó nha em. Cái xám dây đó nha. Con này 50kg quay đầu. Đẹp nè, con này đẹp mà 50kg quay đầu à. Mấy chị nhìn cái tay nó nhỏ xíu à. Mấy bà 50kg hơn rồi, mấy bà bắp tay cỡ em là chặt liền. Mã số 97 đi. Cái dây tặng lấy cho chị Trang Trần. Cái này lấy cho em mã 97 đi. 50kg quay đầu con hồng đó nha. Mã 97. Rồi con này 55-58kg giùm em nè. Mã số M52. Con caro đó đó nha mấy chị. Một em sọc nè. Cái này là vải đề nêm mấy chị chốt được nè. Hàng xịn. Con này hàng xịn nha. Vải đề nêm mấy chị nhìn kỹ màn hình. 50kg đến 55kg nha. Trời đề nêm này mấy chị ba cứ đóng thùng vô giùm em. Sẵn tay lên. Đề nêm á. Chốt che mã M17. Hàng đề nêm 97 của chị Kim Cương. Trời ơi. Free xì tay 50kg 60kg. Trời ơi dòng này quá đẹp rồi. Free size nè 50kg đến 60kg nè. Mà 049 con này quá đẹp nha Biên Hòa. Con này đẹp nè bà. Trời ơi con này đẹp thiệt. Trời tự nhiên thấy con này thấy đẹp quá. Mã số 049 ok. Rồi con này bỏ qua đi. Trời ơi con này xịn nè, sang 55-60kg cô Xuyên Đặng ơi. Con này sang quá. Các cô chị Như Thủy nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? 55-60kg nè. Mã C30 049 của cô Xuyên Đặng. C30 đẹp chưa? C30 sang. À, chị Kim Cương ơi, nhắn qua cái fanpage cho em nha. Chứ nhắn trên Facebook em không có kiểm tra, em không có kiểm soát được. Nhắn fanpage em nha. Con này 50-55kg. Chốt cho em mã 93. 50-55kg mã 93 nè. Ai. Con này để coi đây nó bị gì đó. Nó bị bụi ha, không gì hết. Con này cái rất là dễ thương. Con này mấy chị nhìn nè. C30 của cô Xuyên Đặng. Cái này dễ thương quá nè mấy bà CS. Nhìn nha. Chào mấy bà CS đừng bỏ qua. Con này dễ thương kinh khủng. Dưới 50kg. Tại vì Vy thấy cái kiểu nó dễ thương á. Con này bụi thôi chứ không có gì hết. Cái kiểu nó rất là dễ thương. Dưới 50kg nè. Chốt cho em mã 489. 489. Xịn đây 50kg đến dưới 55kg siêu phẩm. Con này siêu phẩm rồi, vải nó đẹp lắm. Mã 508 nha, 55kg quay đầu á. Mã 508, siêu phẩm. Con này là con gì ta? Khăn hả? Hình như cái khăn. Khăn đó nha mấy chị. Khăn hình tam giác. Khăn nè, nguyên cái hình của cái khăn nè. Chốt cho em mã khăn đi, 35.000.
thân hình tam giác 489 của chị Mộc cầm. 50-55kg nè, đẹp chưa? Có không, con này 57kg cũng được, con này bị lỗi rồi, thấy không? Ủa, từ từ, không phải. Bên trong của nó là chữ. Bên trong của nó là chữ, không phải bị lỗi đâu. Nha, bên trong của nó có chữ á. Con này kiểu như mấy bà mặc cái xong mấy bà mở nút là được đó mấy bà. Kiểu như nó hai lớp. 50kg, 55kg đi, tại có lớp trong nữa 55kg thôi. Mã 105. 55kg thôi nha. Rồi. Rồi xong rồi nha, em nghĩ cho anh, ông đi ông lấy hàng. Ủa hình như nghe tiếng anh Di giật đi rồi thì phải. Rồi con này khoác nha mấy chị. Thôi con khoác nó không có đẹp. Rồi hết hàng rồi mấy chị. Mấy con này nó không được đẹp lắm, nó bị lỗi miệng nhẹ. Rồi bye bye mấy chị nha. Cảm ơn các chị đã chọn livestream của em thay vì tất cả các livestream ngoài kia. Em đi lúc nào cũng mang đến cho các chị đồ đẹp rẻ ok. 1 giờ hôm nay em lên chân 1 giờ hoặc 1 rưỡi đi mấy chị ha. Chị hao cái thằng nhỏ nó không có chịu ngủ. Rồi bye bye mấy chị, cảm ơn mấy chị ủng hộ em.